Phòng chính trị học cổ truyền rất là vui mừng kính chào toàn thể quý bệnh nhân và người nuôi đến tham dự buổi lễ hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị của bệnh nhân đạt kết quả cao. Kính thưa quý bệnh nhân thân mến, trước khi bắt đầu buổi lễ, xin mời tất cả mọi người cùng với các thầy và các thành viên của phòng khám, chúng ta hướng về Chúa và nhìn lên Cha để bày tỏ lòng biết ơn đối với Cha đã nghiên cứu ra công trình này để giúp cho tất cả quý bệnh nhân. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân trang chứa, trang dồi cho đất ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa lôi ba đời nghe lời con thiết tha, tình thương mênh ấm u con ngày đêm, nhờ thần xác hộ tràn lan ở thiên. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một người cha nhân hậu với đời sống yêu thương, cho không buông bỏ của cải vật chất, ăn cây cỏ mang hạt giống theo lời của Đức Chúa Trời, cúng người bằng đề tài nghiên cứu 20 năm, phương pháp cháo nano, thảo dược nano hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Kính thưa Cha Vê-rô Nguyễn Văn Tường, chúng con là những thầy thuốc, là trợ lý của Cha và các thành viên mà Cha đã ân cần dạy dỗ, bảo ban chúng con. Cha đã tin tưởng giao phó trọng trách cứu người bằng chính đề tài nghiên cứu của Cha. Hôm nay chúng con vui mừng chạy đến cùng Cha để bày tỏ tấm lòng biết ơn và giải bày những công việc của chúng con đã làm lên với Cha. Chúng con đã và đang đi đúng lý tưởng mà Cha mong muốn chúng con làm. Chắc Cha vui mừng lắm, chúng con muôn đời nhớ ơn Cha. Kính thưa Cha Phêrô Nguyễn Phong Tường, chúng con là những bệnh nhân được Cha yêu thương và tận tình đón chào chúng con về đây để được chăm sóc. Cha như chiếc phao, như nguồn động viên, như nguồn an ủi để chúng con có điểm tựa mà phấn đấu chống lại căn bệnh ung thư. Chúng con mãi ghi nhớ công ơn của Cha trong lòng. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Cha Phêrô cùng các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin mời tất cả mọi người an tọa. Để bắt đầu buổi lễ thì thầy Thanh xin được giới thiệu thành phần tham dự. Xin được trân trọng giới thiệu trong buổi lễ hôm nay có sự góp mặt của các thầy thuốc và các thành viên trong phòng khám, phòng chương trình học cổ truyền yêu thương cho không. Xin được trân trọng giới thiệu cô Lê Lan là mạnh thường quân ở Mỹ. Xin được trân trọng giới thiệu bác Tô Phú Quế, giám đốc công ty một thành viên Phú Quế. Cùng tất cả quý bệnh nhân đang có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay.
Buổi lễ hôm nay gồm có các phần như sau. Thứ nhất là phần thông báo thông qua danh sách tên của 14 bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị đạt kết quả cao, và thầy Thanh sẽ phân tích tiêu biểu 2 ca bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ cao đó. Và chương trình thứ hai là bốc thăm rút thưởng. Đây là một phần quà khích lệ tinh thần, động viên cho những bệnh nhân ở lại, mình tiếp tục mình phấn đấu để vượt qua căn bệnh. Thì như ngày trước, khi mà cha còn sống và cha đã dạy dỗ tất cả các thầy thuốc ở đây, cha đã tận tình bảo ban từng chút một. Để nhớ công ơn của cha, thầy Thanh xin được tổ chức lại cái nghi thức trình bày lên cha và thông qua danh sách của 14 bệnh nhân ung thư đạt kết quả cao. Kính thưa cha Phêrô Nguyễn Nhân Tường, kính thưa cha, sau một thời gian điều trị cho các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối bằng công nghệ chéo nano, thảo dược nano hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, con xin thay mặt cho các y sĩ và bác sĩ phòng khám xin kính trình lên cha Phêrô Nguyễn Nhân Tường, là người đã có công nghiên cứu công trình 20 năm để cứu người, cứu bệnh nhân ung thư. Khi đó, cha Phêrô Nguyễn Nhân Tường sẽ hỏi thầy rằng, thầy có biết những anh chị em này chắc chắn khỏi bệnh hay không? Kính thưa cha, sau một thời gian điều trị, các y bác sĩ trong phòng khám đã đưa bệnh nhân đến các bệnh viện lớn trong và ngoài tỉnh để kiểm tra lại bệnh tình của các bệnh nhân. Và sau khi các y bác sĩ đã nghiên cứu hồ sơ của các bệnh nhân, chúng con kết luận các bệnh nhân đã kết quả cao trong phòng khám. Xin được kính trình lên cha. Sau đây thư ký của phòng khám anh Nguyễn Văn Thành sẽ thông qua danh sách các bệnh nhân ung thư đã hoàn thành. Xin được kính mời anh. Xin mời hai bạn. Kính thưa cha Phêrô, kính thưa các thầy cùng toàn thể các thành viên của phòng khám. Kính thưa quý vị quan khách cùng toàn thể bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, thì sau đây con xin thông qua cái danh sách 14 bệnh nhân đã kết quả cao trong quá trình hỗ trợ điều trị tại phòng điều trị Hồng Phổ Tiên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Từ Yêu Thương Cho Không. Thì danh sách 14 bệnh nhân gồm một, mời cô Nguyễn Thị Hương Thường, 61 tuổi, quê Vũng Tàu, bệnh lý là ca phổi. Nguyễn Thị Thường. Thứ hai là mời cô Nguyễn Thị Cúc, 55 tuổi, quê Ninh Thuận, bệnh lý là u tuyến giáp. Thứ ba là cô Võ Thị Kim Mai, 57 tuổi, quê Ninh Quận, bệnh lý là ca hóc mũi. Thứ tư là mời ông Đinh Văn Thiện, 75 tuổi, quê Thái Bình, ca tuyến tiền liệt. Thứ năm là cô Nguyễn Thị Hạnh, 65 tuổi, quê Bạc Liêu, ca vú phải. Sáu là bà Vũ Thị Nước, 76 tuổi, quê Tây Ninh, ca vú trái. Bảy là cô Ngô Thị Tươi, 52 tuổi, quê Đắk Nông, bệnh lý là sắc cơ mỡ. Tám là mời bác Lê Thị Thanh Vân, 68 tuổi, quê Quảng Nam, ca phổi. Chín là chị Nguyễn Thị Nguyệt, 40 tuổi, quê Vĩnh Long, bệnh lý là ca cổ tử cung. 10 là cô Đào Thị Anh, 60 tuổi, quê Nghệ An, ca vú. 11 bác Hoàng Văn Quý, 59 tuổi, quê
Nam Định, ca Hạ Hầu. 12 là em Phạm Thế Duy, 16 tuổi, quê Hải Dương, bệnh lý là u ác của gan. 13 là cô Nguyễn Thị Hà, 50 tuổi, quê Bình Dương, bệnh lý là cao máu. Và 14 là cô Nguyễn Thị Bích Thủy, 64 tuổi, quê Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh lý là ca hốc mũi. Thì đây là 14 bệnh nhân đạt kết quả cao, thì tôi xin cảm ơn. Xin được cảm ơn anh Nguyễn Văn Thành đã thông qua danh sách của 14 bệnh nhân đã hỗ trợ điều trị đạt kết quả cao trong phòng khám trong thời gian vừa qua. Sau đây xin mời thầy Nguyễn Thanh Quý sẽ phát biểu chúc mừng cũng như dặn dò quý bệnh nhân. Xin được mời thầy ạ. Cái mì. Chúng con kính tụng Chúa, chúng con ca ngợi Chúa, chúng con nêu gương Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã thương xót và chữa lành cho 14 ca ung thư bệnh nhân từ ác tính thành lành tính. Và chúng con cảm ơn Cha đã phù hộ cho chúng con và các bệnh nhân trong phòng khám. Kính thưa quý ông bà, anh chị em và các bệnh nhân thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, vui mừng thân quan. Thầy Nguyễn Trinh có nói là chúc mừng với các bệnh nhân đã hoàn thành trong phác đồ. Và các bệnh nhân mà sau khi chúng ta đã hoàn thành phác đồ và mình trở về với gia đình, thì các bệnh nhân hãy nhớ là chúng ta phải giữ theo cái phác đồ là ăn cây cỏ mang hạt giống và trái cây mang hạt giống suốt đời, vì thức ăn này là thức ăn kiềm quá, nó phù hợp với cơ thể của mình. Còn nếu như mà chúng ta về mà chúng ta quay trở lại con đường cũ á, mà chúng ta ăn đạm độc vật á, cá trứng sữa gì đó, thức ăn axit mà chúng ta đã ăn trở lại, thì chúng ta nhất định dòng máu sẽ bị nhiễm axit trở lại, và khi đó là chúng ta sẽ bị bệnh trở lại. Và sau cùng một lần nữa, thầy xin chúc mừng cho tất cả các bệnh nhân của chúng ta thật nhiều sức khỏe, nhiều bình an và hạnh phúc trong đời sống của mình. Xin được. Alo. Cái micro này nó không có pin nè. Đưa micro, thì thay pin micro này giùm em nhé. Đấy. Cái micro này đó, thì đưa cho em cái micro đó, thay pin giùm em micro đó. Xin được cảm ơn thầy Nguyễn Thanh Quý đã có đôi lời phát biểu chúc mừng và chia sẻ những cái phương pháp để mình về nhà thực hiện cho những bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ điều trị ngày hôm nay. Sau đây xin mời cô, xin mời bác Tô Phú Quế, cho cô, xin mời bác Tô Phú Quế phát biểu. Trước khi phát biểu, xin kính chúc cho quý thầy rất nhiều sức khỏe. Và sẵn đây thì cũng xin phép với thầy cho tôi xin giới thiệu có hai em từ Bình Dương chạy vào đây để tham quan phòng khám và để tôi có giúp được cái gì cho phòng khám của chúng ta ở đây hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu anh Duy và anh bạn của anh Duy. Xin mời đứng dậy cho các cái bệnh nhân và thầy ở đây biết ạ. Cho một bạn có tay. Dạ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý mạnh thường quân cùng các bệnh nhân,
và người nhà của bệnh nhân thân mến. Hôm nay tôi rất là vinh dự được thầy cũng như các phòng khám cho tôi vài phút để tâm sự với các bệnh nhân cũng như quý người nuôi bệnh nhân. Thì tôi cũng xin chúc mừng 14 ca bệnh hôm nay thực hiện theo phác đồ điều trị của cha Pedro Nguyễn Văn Tường, và xin chúc mừng một lần nữa là đã đi chọn đúng đường và đúng hướng để hôm nay có được kết quả này. Thì qua cái cộng đồng mạng cũng như tất cả các bệnh nhân hôm nay, tôi hy vọng sẽ được nhiều người bệnh nhân chọn đúng con đường của mình đi để có được một cái sức khỏe và được có một cái kéo dài cuộc sống để về giúp cho gia đình, trước mắt là giúp cho gia đình cũng như giúp cho xã hội, và cố gắng làm sao mình sẽ khi mình hết bệnh mình về, mình sẽ cố gắng giúp cho mọi người ở xung quanh mình có được điều kiện và người ta hiểu được cái phác đồ điều trị này để giúp cho những người này kéo dài sự sống cũng như được nhiều sức khỏe để mà sống có ích, có lợi cho xã hội. Đó là điều mong mỏi nhất của chúng tôi hôm nay. Tại vì vừa qua thì có một số người mà hôm nay tôi cũng thấu hiểu được cái cảnh của các thầy ở đây. Tôi là không phải là người ở phòng khám, tôi chỉ là người để giúp cho bệnh nhân, để giúp cho người nuôi bệnh nhân. Chứ tôi thì tôi không phải là người có phòng khám ở đây. Nhưng mà tôi quay đầu qua rồi có một số bệnh nhân người ta thì tôi liên tục để hỏi về phác đồ, để hỏi về cách điều trị. Như vậy thì khẳng định một điều là phần lớn là người ta chưa tin tưởng vào phác đồ điều trị của cha. Thì như vậy tôi hy vọng qua cái buổi gặp mặt hôm nay thì các cái người còn đang ở nhà mà muốn tìm hiểu để xem cơ phác đồ này điều trị như thế nào, thì 14 bệnh nhân hôm nay có được kết quả tốt để lan tỏa là nhân chứng sống, là người thật, là người thật để giúp cho xã hội. Và cũng thời gian cũng có hạn thì tôi xin hôm nay tôi xin gửi đến cho các người nuôi bệnh và những bệnh nhân những điều tôi nói, tôi hy vọng là sẽ làm tốt để giúp cho xã hội. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Xin được cảm ơn phần phát biểu của bác Tô Phú Quế, là giám đốc công ty một thành viên trà Phú Quế. Sau đây xin mời bác Trần Minh Giang sẽ có đôi lời phát biểu với tất cả mọi người. Xin mời bác. Thì trước tiên cảm ơn chúc cái thầy sức khỏe, rồi hai chúc các bệnh nhân cũng sức khỏe. Thứ hai nữa tôi cũng mừng những xét lộ tỷ hư của các thầy của cha, thì mình vừa bố ca bệnh nhân xuất hiện đã là lành tính. Rồi hai nữa là tôi có một lời nói lời nhắn đối với bệnh nhân đó, thì tôi nắng buồn buồn gán dịu đi, đừng có đi câu cá thì kia người ta thấy mình cười. Đúng như mình thì hai nữa mình ở nhà trọ trọ nào cũng vậy hết, mình cũng giữ gìn cái môi vệ sinh môi trường chung cho nó sạch sẽ chút, thì mình để cho được vui ra hàng ngàn thì cũng là khó cho mấy thầy đó, khó cho phòng khám. Thôi vậy tôi cũng chúc cho bệnh nhân giữ sức khỏe, mau mạnh khỏe. Cảm ơn bác Trần Minh Giang đã có đôi lời chia sẻ rất là chân tình đến tất cả quý bệnh nhân và người nuôi. Thì cũng nhắc lại lời bác, đó là quý bệnh nhân khi mình đến đây để mình hỗ trợ điều trị thì mình tập trung vào cái lo cho cái sức khỏe của mình, lo cho cái quá trình hỗ trợ điều trị nó đạt cái kết quả cao nhất. Thì như nãy có nhắc nhở đó là không có được đi câu cá, mình đã không ăn đạm động vật rồi mà mình đi câu cá làm chi. Cho nên là mấy cái đó là không cần thiết, với lại mình nghỉ ngơi giữ cho cái sức khỏe của mình cho thật tốt, đi ra ngoài đường trưa nắng rất là nguy hiểm.
không tốt cho sức khỏe của mình. Với thêm một cái nữa là bác cũng có nhắc nhở đó là về vệ sinh môi trường rồi an toàn giao thông nữa, thì cũng xin nhắc nhở luôn tất cả các quý bệnh nhân ở đây, những người nuôi mình tới đây, mình cố gắng giữ gìn sạch sẽ môi trường xung quanh, không có xả rác bừa bãi, cũng như là đi ra ngoài đường mình cũng phải đội mũ bảo hiểm. Đó là những cái thầy cần nhắc nhở lưu ý với tất cả quý bệnh nhân. Để tiếp tục cái buổi lễ hôm nay thì thầy mời tất cả quý bệnh nhân cùng lắng nghe cô Lương Lan sẽ có đôi lời phát biểu. Cô là đại diện một mạnh thường quân đã giúp đỡ cho cha Phêrô Nguyễn Văn Cừ khi cha còn ở đây, và tới ngày hôm nay cô vẫn tiếp tục tin tưởng các thầy thuốc và đồng hành để giúp cho tất cả quý bệnh nhân. Xin mời cô có đôi lời phát biểu ạ. Dạ, xin chào tất cả các bệnh nhân và người nuôi bệnh nhân. Hôm nay cảm ơn Chúa và cảm ơn cha đã nuôi dưỡng các bệnh nhân đến đây để điều trị. Tôi là Mạnh Thường Quân, từ hồi cha còn sống tới bây giờ cũng nguyện làm được cái gì ở đây, làm được tốt cho phòng khám để hy vọng là bệnh nhân có kết quả tốt về trị ung thư. Thành ra hôm nay nghe mười bốn bệnh nhân lành tính là rất là vui, cũng chúc mừng 14 bệnh nhân về ăn giữ phát đồ phải cho tới suốt đời, tại vì ăn chay rất là quan trọng cái cuộc đời của mình, sức khỏe với ảnh hưởng những người chung quanh trong gia đình. Thành ra ăn chay nó có cái tình thương là mình lan tỏa ra chứng minh lên để cho mình biết là có sức khỏe đi trị được những cái bệnh, không có những cái bệnh mình dướng vô trong người. Thành ra ráng cố giữ sức khỏe ăn chay suốt đời thì nó không có tái phát được ung thư. Hy vọng là những bệnh nhân về dưỡng bệnh thì ăn chay suốt đời thì nó không có bệnh. Ăn chay rất là quan trọng cho cái đời sống của mình. Xin hết. Xin được cảm ơn phần phát biểu của cô Lê Lan. Cô cũng có nhắc nhở quý bệnh nhân vừa hoàn thành phát đồ hỗ trợ điều trị, mình có được kết quả này ngày hôm nay, đó là điều đáng vui mừng. Thì cố gắng mình đạt được kết quả là một chuyện, nhưng khi về nhà mình làm sao mình phải giữ được cái kết quả này ở những ngày tháng sắp tới. Khi mình về nhà đó, mình không được phép ăn đạm động vật trong thời gian mà mình ở nhà. Bởi vì sao? Bởi vì đạm động vật nó có tính axit và có chất glutamin để nuôi tế bào ung thư. Mình vượt qua căn bệnh ngày hôm nay thì mình phải cố gắng giữ để không nó sẽ bị tái lại. Cho nên cố gắng quý bệnh nhân mình lắng nghe lời của các thầy ở đây và cố gắng giữ cái phác đồ cho nó được chu đáo, để khi về nhà mình cũng giữ mãi mãi cái sức khỏe này nó được tốt nhất. Bây giờ thì bắt đầu cái buổi lễ kế tiếp, cái phần kế tiếp thì các thầy sẽ phân tích hai trong số 14 ca bệnh đã hoàn thành phác đồ ngày hôm nay, để cho tất cả quý bệnh nhân mình nhìn thấy được cái kết quả cuối cùng sẽ đạt được là như thế nào, để mình cố gắng mình phấn đấu để một ngày nào đó mình vượt qua được, mình cũng có những kết quả tương tự giống như những bệnh nhân đang có mặt ngày hôm nay. Đó. Bây giờ thầy xin được phép giải trình hai cái trường hợp của hai bệnh nhân. Thầy sẽ để cái bảng nó nằm ở góc này nha, thầy không để ở giữa bàn thờ của cha. Bây giờ thầy sẽ lấy hai cái trường hợp của bệnh nhân ngày hôm nay đã hoàn thành phác đồ điều trị để giải thích cho tất cả mọi người mình thấy được cái kết quả cuối cùng như thế nào. Đó, khi mà mình tới đây
phòng khám y học cổ truyền tiếp nhận những bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn hoặc là không còn điều kiện hoặc không có điều kiện để mình điều trị tây y, thì khi vào đây mình áp dụng cái phương pháp của cha thì cái kết quả cuối cùng mình mong muốn đạt được là sẽ như thế nào. Thì hôm nay thầy lấy hai ví dụ này ra, thầy giải trình ra để cho mọi người thấy được cái kết quả đầu vào và đầu ra đó, nó khác biệt như thế nào, sức khỏe ra làm sao đó, để mỗi bệnh nhân mình có cái động lực. Bởi vì mình nhớ là khi mà mình phát hiện được căn bệnh ung thư mình đi điều trị tây y, mà nếu không có điều kiện thì mình có thể đến đây để các thầy sẽ áp dụng cái phương pháp của cha để giúp cho những bệnh nhân đó có được thêm cái sự hy vọng. Đó là cái điều mục tiêu mà ở đây các thầy tiếp tục duy trì cái phương pháp của cha. Bây giờ thầy lấy hai ví dụ nha, đây là chị Nguyễn Thị Nguyệt và chị cô Nguyễn Thị Hà. Bây giờ xin mời chị Nguyễn Thị Nguyệt đứng lên cho mọi người nhìn thấy nè. Rồi bây giờ thầy sẽ phân tích cái trường hợp này đầu tiên nha. Ở đây thầy lấy hai bệnh khác nhau, hai bệnh ung thư khác nhau để phân tích ở góc độ khác nhau. Chị Nguyễn Thị Nguyệt sinh năm 1985, địa chỉ là ở Vĩnh Long. Chị mắc bệnh là ung thư cổ tử cung. Cái ngày nhận bệnh của chị vào phòng khám này là ngày 23 tháng 10, 2023. Đó. Cái bệnh của chị đó là thuộc loại carcinoma. Đây là bệnh của chị này. Còn riêng cô Nguyệt là bệnh lymphoma. Hai bệnh khác nhau. Ung thư như bên đây là ung thư biểu mô, ung thư tuyến. Còn bên đây là ung thư hạch. Hai cái bệnh khác nhau sẽ có hai cái mục tiêu điều hỗ trợ điều trị khác nhau. Cho nên là thầy muốn lấy hai ví dụ này ra để phân tích để mọi người thấy. Thì ai rơi vào trường hợp nào thì mình sẽ coi trong trường hợp đó kết quả cuối cùng mình sẽ mong muốn là đạt được cái gì. Ví dụ như ở đây là carcinoma nè, ung thư biểu mô, ung thư tuyến đó, thì cái trường hợp này đó rất là nhiều người mắc phải. Ví dụ như bệnh ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư gan, ung thư dạ dày, đó là những cái dạng đó là ung thư mô á, biểu mô á, là dạng này. Còn ung thư hạch, tất cả những cái hạch ở trong cơ thể á, hạch bạch huyết á, là nó thuộc dạng lymphoma. Thầy muốn sử dụng hai cái này để mình phân biệt được. Nó sẽ còn nhiều dạng khác nữa, ví dụ như sắc rơm. Hôm nay cũng có một trường hợp cô sắc rơm, nhưng mà để thôi, để cái lần kéo đi, thầy sẽ giải thích cái phần trường hợp của sắc rơm sao. Còn melanoma nữa, rồi đa u tủy, rồi ung thư thần kinh nữa. Nó nhiều loại lắm, nhưng mà tạm thời trước tiên thì hôm nay sẽ phân tích hai trường hợp này. Thì cái ngày đầu tiên của chị này vô đó là ung thư cổ tử cung. Bệnh viện mà đã chẩn đoán cho chị này ung thư cổ tử cung đó là bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh. Chị chưa có qua phẫu thuật, chưa xạ trị, chưa hóa trị, chưa điều trị đặc hiệu, nhưng mà chị có não giác kênh, não giác kênh của cổ tử cung. Thì trong cái thời gian mà chị điều trị ở đây đó, thì là cái thời gian là 5 tháng ở đây. Tại ở đây các thầy nhận một bệnh nhân là 3 tháng, trung bình là 3 tháng. Mục tiêu 3 tháng để làm gì? Để đưa cơ thể từ axit nè sang kiềm. Cơ thể từ axit sang kiềm là mục tiêu đầu tiên nha. Cái thứ hai là cung cấp thông tin. Cung cấp thông tin, cung cấp những cái thông tin về bệnh lý của mình và cung cấp cái phương pháp mà cha đang áp dụng. Cha dạy các thầy như thế nào, các thầy áp dụng cho chính bệnh nhân của mình, và cung cấp đầy đủ những cái thông tin về tình hình sức khỏe của bệnh nhân, cũng như là cách để mà mình giữ được cái sức khỏe đó tốt hơn, cải thiện hơn bằng cái phương pháp của cha. Thì trách nhiệm của các thầy trong 3 tháng là làm sao đưa được cơ thể sang axit sang kiềm và cung cấp đầy đủ thông tin để mình về nhà. Hôm nay khi mà mình hoàn thành pháp độ đây, mình về nhà mình vẫn giữ được cái kết quả này. Chứ thì nếu như các thầy ở đây mà các thầy chỉ tập trung vào kết quả không thôi,
Ví dụ như hôm nay là hoàn thành phác đồ ra viện hỗ trợ điều trị đạt kết quả cao đó, bệnh nhân ra khỏi phòng khám rồi về nhà không có nắm rõ thông tin, không có biết được cái phương pháp này mình áp dụng sao, mình xử lý ra sao, thì về nhà bệnh nhân sẽ khó mà giữ được, khó mà giữ được. Cho nên ở đây các thầy, mục tiêu các thầy vừa hỗ trợ điều trị mà vừa hướng dẫn cho bệnh nhân cái phương pháp đó. Thì khi mà thời gian 5 tháng bệnh nhân ở đây đó, thì cái kết quả mà hồ sơ giữa đi kiểm tra là bệnh viện Thiên Ân kiểm tra, rồi cái hồ sơ cuối cùng là kiểm tra tại APAP, ANAPAP ở thành phố đó. Đây, cái ban đầu nha, cái kết quả ban đầu là mình mắc bệnh ung thư nè, cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào gai đó, ung thư tế bào gai. Ung thư tế bào gai là dạng bệnh ung thư của bệnh lý của chị này, ung thư biểu tế bào gai là cái hồ sơ ban đầu. Và cái hồ sơ cuối cùng là ngày 19 tháng 3, chị này đi kiểm tra ở APAP Center đó, ở trung, ở thành phố là ở phường 4, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trung tâm chuyên để xét nghiệm tế bào học đó. Tại sao? Thông thường thì khi mà bệnh nhân mắc căn bệnh ung thư rồi đó, các thầy sẽ cho kiểm tra đầu tiên là kiểm tra dấu ấn ung thư, các cái dấu ấn ung thư, ấn ung thư. Cái dấu ấn ung thư này là cái tầm soát sớm căn bệnh ung thư. Ví dụ như ung thư cổ tử cung thì các thầy không có dấu ấn, mà các thầy sử dụng cái CA125 á, là của ung thư buồng trứng á, cái lân cận á, để đánh giá, hoặc là CA của đường ruột nè, ASB của gan và cái CA19.9. Đó, những cái này là cái dấu ấn ung thư nha. Nhưng mà không phải tất cả bệnh ung thư đều nó có dấu ấn ung thư của bệnh đó đâu. Có cái không. Và cả cái dấu ấn ung thư không kết luận bệnh nhân đó âm tính hay là lành tính là hoàn toàn hết bệnh ung thư nha. Cái này chỉ sử dụng khi mà bác sĩ điều trị cho bệnh nhân và trong suốt thời gian đó để xem xét coi bệnh tình tiến triển như thế nào, hoặc là nó có bớt hay không, hoặc là tiếp tục tiến triển đó. Thì ở đây các thầy không dựa vào những cái này để cho bệnh nhân ra phòng khám đâu. Nhớ nha, bệnh nhân nhớ. Tại vì sao? Khi mà những bệnh nhân ở đây nè, cái dạng ung thư carcinoma nè, rất nhiều. Thậm chí là mình mắc bệnh ung thư á, nhưng mà cái chỉ số dấu ấn ung thư âm tính sẵn ngay từ đầu rồi. Khi vô đây đó, cái hồ sơ bệnh án mà gửi cho thầy đó, các bệnh nhân ở đây có nhiều trường hợp đã âm tính ngay từ đầu. Thì những trường hợp đó trong thời gian 3 tháng đến 5 tháng gì đó, các thầy dẫn cho kiểm tra những cái đó để chi? Để xem coi nó có trở thành dương tính hay không, hoặc là vẫn tiếp tục âm tính. Nếu tiếp tục âm tính thì bệnh lý ổn. Nhưng mà cái kết quả đó không khẳng định cho mình là mình âm tính là hết bệnh ung thư nha. Cho nên bệnh nhân ở đây đừng chỉ dựa vào cái này. Và mục tiêu các thầy không có phải là nằm ở đây đâu. Mục tiêu không phải cho kiểm tra này. Tại sao? Tại vì ngày đầu tiên mình kiểm tra bệnh ung thư là, ví dụ ung thư cổ tử cung đi, là mình kiểm tra bằng sinh thiết, bằng phớt tế bào. Nhưng mà khi mà khám ở đây, hỗ trợ điều trị ở đây 3 tháng hoặc là 4 tháng, 5 tháng gì đó, mình đi xét nghiệm máu, kiểm tra dấu ấn ung thư, ra kết quả âm tính. Các thầy nói đây là lành tính là không đúng nha. Các thầy không làm điều đó. Bởi vì sao? Cái đó không phải là khẳng định lành tính hết bệnh ung thư đâu, mà đó chỉ là ổn định thôi. Và các thầy còn mong muốn bệnh nhân có kết quả cao hơn như vậy nữa. Ví dụ như tình trạng kích thước khối u, hoặc là phớt tế bào lại, hoặc là đi làm sinh thiết lại ngay cái vị trí mắc bệnh ung thư đó đó. Thì sau cái thời gian mà chị này chỉ là điều trị 5 tháng ở đây, thì có cho chị nhiều lần đi kiểm tra ở trên bệnh viện Thiên Ân khoảng 2 lần hay gì đó, rồi sau đó đi lên APAP, ANAPAP ở thành phố để xác định lại thêm cái bệnh lý. Cái phớt tế bào là cái quan trọng nhất đối với bệnh này.
Nhưng mà trước tiên thì thầy cũng muốn kiểm tra qua HPV. Đó. Bây giờ kiểm tra coi chị này có bị nhiễm HPV không nha. HPV. Đối với bệnh ung thư cổ tử cung thì kiểm tra cái HPV đó là cái quan trọng. Nếu như mà HPV tất cả 40 loại HPV mà nó chỉ cần dương tính HPV thôi thì nó sẽ làm cho bệnh ung thư tử cung nó sẽ đi lên. Cho nên là cái tiên quyết là khi tới thời điểm tháng 2 đó, ngày 7 tháng 2 nè, tháng 2 năm nay luôn nha, đó, là khoảng 4 tháng sau đi kiểm tra lại cái bộ HPV thì đều cho ra 40 chỉ số đều âm tính hết. Đó. Chỗ này cho chàng pháo tay đi. Mừng cho chị này là cái HPV nó không có âm tính hết đối với tử cung tử cung. Nếu mà nó dương tính á, thì cái bệnh lý ung thư cổ tử cung nó sẽ tiến triển thêm. Nhưng mà trong thời gian hồi trước có cả dương tính nha, hồi trước thời điểm trước có dương tính á, bây giờ là tháng 2 là tới tháng 2 là âm tính nè. Đó. Thì chưa dừng lại ở đó đâu, còn đi nữa. Tới ngày 19 tây tháng 3 đó, 19 tây tháng 3 các thầy cho bệnh nhân đi lên APAS Center, Anapas Center. Thì đây là kết quả cuối cùng nè. Thầy đang giữ đây là giấy bản photo nha. Còn bản gốc là chị này chỉ giữ đó. Cho nên là cái quá trình mà theo dõi tiếp tục diễn biến của bệnh á, thì mỗi người được dễ dàng để mà theo dõi. Ngày trước á, là trong cái giấy này nè, trong cái kết quả cũ á, xét nghiệm tế bào cổ tử cung á, là tổn thương biểu mô gai, là mắc căn bệnh ung thư á, biểu mô gai. Nhưng bây giờ nè, kết quả cuối cùng nè, biến đổi tế bào do viêm. Trong đây á, bác sĩ đánh dấu là biến đổi tế bào do bệnh viêm. Và cái nữa là có tạp trùng và không tổn thương trong biểu mô hay ung thư. Đây, ngày trước là đánh dấu vô biểu mô bất thường đó, còn bây giờ là đánh dấu vô là không tổn thương biểu mô hay ung thư. Vậy thì mọi người cho chào pháo tay đi, đúng không? Kết quả đúng không? Đó là cái kết quả cuối cùng của chị này có được, mà chị phải sung sướng đến mức chị phải phát khóc luôn á. Có nghĩa là sao? Ban đầu là bác sĩ kết luận là ung thư carcinoma nè đó, tế bào gai đó, kiểm tra cái HPV trong thời gian ở đây là âm tính, và cái kế tiếp nữa là không tổn thương nè, không tổn thương trong biểu mô hay ung thư. Kết quả cuối cùng của chị này đạt được nè, không tổn thương biểu mô hay ung thư đó. Từ đây nè, đó là mục tiêu cuối cùng. Đương nhiên thì cái này nó sẽ giúp cho những bệnh nhân còn lại mình thấy được, mình mới có tinh thần để mình vượt qua. Đương nhiên cái này các thầy không có chẩn đoán nha, cái này do bệnh viện chẩn đoán và các cái nơi mà trung tâm xét nghiệm tế bào học á, họ chẩn đoán. Cho nên là ở đây các thầy giúp cho bệnh nhân bằng phương pháp của cha, các thầy không có thổi phồng cái kết quả lên như thế nào, hoặc là cho là phương pháp này hay vượt trội hơn tây y, điều đó các thầy không có ý đó. Mà phương pháp của cha mục tiêu là để giúp cho những bệnh nhân mà không có điều kiện điều trị tây y đó, hoặc là mình không có đáp ứng được, hoặc là mình không có điều kiện kinh phí gì đó, hoặc là đã điều trị tây y rồi nhưng mà mình không có đáp ứng sức khỏe đó, mình có thể xuống đây mình xem ở đây giống như là một chiếc phao, một cái nơi, một cái phương pháp để thay thế cho cái phương pháp đó, để áp dụng mình có thêm hy vọng đó. Giống như cái cánh cửa này đóng thì phải có cánh cửa khác mở ra, thì cha mở ra cho mình cái cánh cửa đó thì mình có cũng còn hy vọng để mình đấu tranh. Cho nên là cái kết quả cuối cùng mà chị này cũng như là 14 bệnh nhân đây đạt được đều xứng đáng. Cho nên là các bệnh nhân còn lại mình phải lấy đó mình làm động lực, mình thấy được cái kết quả của người đi trước, họ đã thực hiện cái phác đồ khó khăn như thế nào và kết quả cuối cùng là như thế nào, nó xứng đáng như thế nào, thì bản thân mình phải cố gắng. Đó là cái kết quả chị này đã có nha. Thì hồ sơ gốc thì bệnh nhân giữ, còn các thầy sẽ lưu giữ trên máy để sau này có thể trích lục lại. Ví dụ như các y bác sĩ
hoặc những nhà nghiên cứu, họ sẽ tới đây, họ sẽ muốn làm việc với các thầy là thành viên phòng khám gì đó, rồi sau đó họ muốn kiểm tra những cái hồ sơ đó coi nó có đúng sự thật như vậy hay không, thì họ có thể trích lục đó, cái thầy vẫn lưu trữ nó để chờ những cái ngày đó, để cái phương pháp của cha nó sẽ tích lũy thêm những cái kết quả thực tế. Các thầy không nói là ở đây cha chữa hay hay các thầy giỏi đâu, nhưng mà mục tiêu các thầy là làm sao làm giữ đúng cái phác đồ của cha, có nghĩa là cha áp dụng cái phác đồ đó, cha hướng dẫn cho bệnh nhân trước đó và cha dạy dỗ các thầy để các thầy làm điều đó, thì nhiệm vụ của các thầy làm tròn bổn phận của mình, làm đúng trách nhiệm đó. Còn kết quả như thế nào để giới khoa học và y khoa đánh giá, như vậy nó rất là công tâm, các thầy không có phân tích thêm. Bây giờ thì thầy chỉ nói là ngay từ đầu có carcinoma thôi, cái hồ sơ sao là không có tổn thương, tại vì hai cái giấy giống nhau, cùng là một nơi Anapap làm hồ sơ đầu, hồ sơ sao, cho nên thì cái kết quả đó mình có thể mình sử dụng, mình có thể tin tưởng được. Thầy lấy cái ví dụ thứ hai về bệnh lymphoma, bệnh ung thư hạch, carcinoma thì nó có dấu ấn ung thư đó, nhưng mà dạng lymphoma thì nó không có dấu ấn ung thư, ung thư hạch thì nó không có dấu ấn ung thư, chỉ được đánh giá qua các cái hạch thôi, hạch bạch huyết hoặc là những cái kết quả về xét nghiệm máu. Ví dụ như trường hợp lymphoma thì cái kết quả của cái bệnh này nó sẽ khác với bệnh này, làm sao mà cái kết quả của xét nghiệm máu đó, xét nghiệm máu nằm trong chỉ số an toàn. Và cái thứ hai là những cái hạch nó nổi xung quanh nha, cái hạch này nó nổi xung quanh cái cơ thể theo cái hệ thống hạch bạch huyết, thì cái hạch này nó sẽ là hạch di căn đó, di căn. Thì làm sao mà cái hồ sơ đầu là bệnh nhân được chẩn đoán lymphoma nè, cái kết quả kế tiếp là xét nghiệm máu. Các thầy nhiệm vụ các thầy trong thời gian 3 tháng ở đây đối với một bệnh nhân, nhưng có thể sẽ dài ngắn tùy vào mỗi bệnh nhân, nhưng mà thông thường thầy thích thời gian dài hơn là thời gian ngắn. Tại vì thời gian ngắn, thứ nhất là bệnh nhân chưa nắm rõ được cái công nghệ ở đây, các thầy chưa thể truyền thụ hết những cái phương pháp mà cha áp dụng cho từng bệnh nhân ở đây, cho nên thầy muốn cái thời gian nó phải có dài hơn, bệnh nhân chịu khó ở lại đây lâu hơn với các thầy về cái thời gian này nè. Để làm chi? Để cho bệnh nhân nó nắm được cái phương pháp ở đây như thế nào, rồi mình về nhà mình làm đúng cái phương pháp đó tại nhà, giống như các thầy là người dạy lái xe đi, rồi những bệnh nhân ở đây làm sao để học được những cái kiến thức về cái chuyện mà mình lái xe, rồi mình thực hành mỗi ngày ở đây, rồi khi mà các thầy buông ra, ví dụ như 14 bệnh nhân hôm nay nè hoàn thành hồ phát đồ hỗ trợ điều trị đó, buông ra về nhà làm sao mình tự chủ động áp dụng cái phương pháp cháo nano, khi nào mình ăn cháo, khi nào mình ăn cơm, khi nào mình ăn rau xanh trái cây, ăn như thế nào đó, mình nắm được cái đó, giống như mình lên đường mình chạy chiếc xe vậy đó, mình chạy được chiếc xe, có những cái tình huống lạng lách kiểu này lạng lách kiểu kia, đánh võng hay gì đó, hoặc là đường đông đường vắng gì đó, cái đường nào đông thì mình chạy từ từ, còn đường vắng thì mình chạy nhanh hơn chút, thì mình phải làm sao mình nắm được cái công nghệ, cái phương pháp của cha, về nhà mình tự tin, mình chủ động đặng mình điều chỉnh. Ví dụ như ngày hôm nay tôi thấy trong người không khỏe, tôi ăn cháo, mà trong người mình thấy khỏe hơn, cái khối u khống chế tốt hơn, và mình phải đi tới đi lui sinh hoạt nhiều hơn, mình cần nhiều năng lượng hơn, mình phải ăn cơm, mình phải ăn thêm những loại rau củ quả trái cây nào mình đang thiếu, còn loại nào tránh. Thì trong suốt quá trình hỗ trợ điều trị ở đây, các thầy thuốc ở đây, ví dụ thầy Quý, thầy Tiến, thầy Mai đó, thì đã hướng dẫn cho mình về cái phương pháp ăn uống với ngủ nghỉ sinh hoạt ra sao, rồi mình về nhà mình nắm cái đó để mình biết được, tại vì mỗi bệnh nhân khác nhau chứ không phải là ai cũng giống như ai. Nếu như cái phương pháp của cha nó đơn giản là cháo và thảo dược không, thì thầy các thầy với cha chỉ cần lên mạng nói phương pháp vậy vậy, công thức vậy vậy, thôi về nhà cứ làm y vậy là được, nhưng mà không phải như vậy. Đó là cái cơ bản mỗi bệnh nhân phải nắm về phần cháo nano và thảo dược, nhưng khi đối với từng trường hợp khác nhau sẽ có sự điều chỉnh nhất định, chứ không thể nào mà tất cả đều giống nhau, tùy vào cái cơ địa và tùy bệnh lý nữa, không phải bệnh lý nào cũng giống nhau, phương pháp cũng khác nhau. Cho nên là tất cả phải cha với các thầy mới đưa bệnh nhân về đây, để từng bệnh nhân các thầy sẽ có thời gian trao đổi riêng
sức khỏe như thế này để mình nắm được cái phương pháp ở đây và cái cơ thể của mình áp dụng phương pháp này như thế nào, nắm cho vững đi rồi mình về nhà mình tự tin. Đó là cái mục tiêu của các thầy. Rồi bây giờ quay lại cái trường hợp của cô này, nói xong cái phần này thì thầy sẽ nhường lời lại cho anh Xuân Dũng để bắt đầu chương trình kế tiếp nha. Cái phần là lymphoma nè, bây giờ lymphoma là ung thư hạch và cái điểm tổn thương của nó là nằm ở hạch. Hạch thì nó không có cái dấu ấn ung thư và cũng không phải là giống như những bệnh lý mà nó di căn tùm lum giống như là vô biểu mô đâu, nhưng mà nó sẽ tổn thương ở cái hạch trước, các cái hạch di căn. Thì cái thời gian ban đầu á, nó di căn vào hốc mắt nè, hạch hốc mắt nè, rồi ở vùng ngực á, rồi ở hạch nách hai bên. Còn cái thời điểm mà sau khi mà hỗ trợ điều trị ở đây được 3 tháng rồi đó, thầy nói luôn lại cái nhận bệnh luôn nha. Đây trường hợp cô Nguyễn Thị Hà nè, xin mời cô đứng lên cho mọi người xem. Cô Nguyễn Thị Hà sinh năm 1974 ở Bình Dương, bệnh là lympho không Hodgkin. Cái ngày nhận bệnh là 25 tháng 12, tới nay là được 3 tháng đó, mắc bệnh là lymphoma đó. Thì trường hợp của cô là đã vô hóa chất 8 chu kỳ nha. Cô vô hóa chất 8 chu kỳ trước khi vào đây, và cái lần cuối cùng cô vô hóa chất đó là ngày 1 tháng 12 2023. Cô vô hóa chất ngày 1 tháng 12 nè, rồi xuống đây vào ngày này nè. Thông thường thì cái lần cuối cùng vô hóa chất á, ví dụ như mình vô hóa chất cái lần cuối cùng đi, thì cách 21 ngày mình sẽ vô cái đợt kế nữa, 21 ngày. Cho nên là khi bệnh nhân tới đây là đã qua khỏi 21 ngày rồi à, thì cái thuốc hóa chất đó, nó không còn tác dụng lên cơ thể nữa, thì mình sẽ áp dụng cái phương pháp mới. Thì ở đây thì sau 21 ngày thì ngày 1 tháng 12 nè, cổ vô hóa chất lần cuối. Rồi tới ngày 25 tháng 12 á, thì mới nhận bệnh, có nghĩa là hơn 21 ngày. Cái lý do là không đủ điều kiện kinh tế để theo đuổi cái phương pháp vô hóa chất được nữa à, cho nên cũng ngưng. Chứ đáng lý là nếu còn điều kiện cô sẽ vô tiếp đó à, đúng không cô? À, đó là cái thông tin ban đầu ha. Như vậy thì khi mà bệnh nhân ở đây, các thầy sẽ hỗ trợ điều trị nè, trong suốt 3 tháng nè, sẽ cho xét nghiệm máu, xét nghiệm máu và kiểm tra các cái hạch. Sau cái thời gian mà mình hôm nay là ngày 27 nè, tháng 3 đó, là cho nên cũng gần tương đối là 3 tháng đó, thì kiểm tra các cái cơ quan bộ phận trong cơ thể mà những nơi có hạch đó, thì cái kết quả cuối cùng hồi trước có hạch nha, các cái hạch ví dụ hạch hốc mắt nè, rồi hạch nách nè, bẹn hai bên nè, và hạch cổ nha. Còn cái kết quả cuối cùng của cô đó, đây là bệnh do bệnh viện ung bướu. Bệnh lý này được chẩn đoán tại bệnh viện ung bướu, cơ sở 2 thành phố đó, bệnh viện ung bướu cơ sở 2. Thì cái lần cuối cùng á mà cổ khám lại định kỳ tại bệnh viện cũng là bệnh viện này luôn đó. Chứ các thầy, tại vì cái bệnh lymphoma này nè, nó khác với những bệnh này, cho nên là bệnh nhân sẽ đi trở lại bệnh viện ung bướu cơ sở 2, có nghĩa là hồ sơ đầu vào đầu ra đều là bệnh viện ung bướu chẩn đoán nha. Kiểm tra những cái hạch của cổ đó, thì hạch cổ nè, rồi hạch nách nè, hạch bẹn nè, siêu âm hạch nách, hạch bẹn hai bên không thấy hạch bệnh lý đó. Hạch cổ hai bên không thấy hạch bệnh lý. Đó là cái kết quả cuối cùng mà ngày trước cổ có nha. Ngày trước á, ngày hồ sơ đầu vào đó là có đó. Đây nè, cái giấy đầu vào của bệnh viện ung bướu cơ sở 2 nè. Hạch cổ nè, hạch trong tuyến dưới hai hàm, dưới hàm hai bên, và hạch nách đó. Cho nên là cái hồ sơ ban đầu là có hạch, nhưng mà cái kết quả cuối cùng kiểm tra là hạch, những cái hạch này nè, là không thấy hạch bệnh lý. Rồi dành cho cổ một tràng pháo tay.
cái mục tiêu cuối cùng mà các thầy giúp cho bệnh nhân là làm sao để giữ được cái sức khỏe tốt nhất. Không phải tất cả bệnh nhân đều trở về những cái trạng thái này hết đâu. Có những bệnh nhân, thông thường thì khi mà bệnh nhân tới đây là ở giai đoạn muộn, không có ai đòi hỏi phương pháp của cha hoặc là các thầy phải làm sao cho bệnh nhân trở về những cái dạng như thế này hết á. Nhưng mà vì cái phương pháp này và vì cái những cái tính khoa học của trong phương pháp nó giúp cho bệnh nhân hồ sơ đầu vào đầu ra, thì tất cả những cái đó do bệnh viện kiểm tra xác định kết quả đầu vô, kết quả đầu ra đó, cùng là một bệnh viện. Thì ở đây các thầy cũng vậy, cho bệnh nhân đi khám bệnh, kiểm tra hồ sơ đầu vào, hướng dẫn cho bệnh nhân ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ trong cái thời gian đây. Rồi tới hồi mà kết thúc cái quá trình hỗ trợ đó thì cũng dẫn cho bệnh nhân đi kiểm tra bệnh viện đó để đánh giá lại. Thì bệnh hồ sơ đầu vào đầu ra thì cùng một bệnh viện thì sẽ đánh giá được khách quan nè. Thì cuối cùng thì bác sĩ dặn cổ là mấy tháng khai khám lần, có dặn uống thêm thuốc hay làm gì nữa không đó. Nếu như bệnh lý còn thì bác sĩ kêu 2 tuần nữa vô tôi sẽ trị tiếp, điều trị tiếp. Nhưng mà bây giờ bác sĩ dặn cô đó, cô đứng lên đi, cô đứng lên đi cho mọi người thấy. Bác sĩ dặn cô là 6 tháng nữa kiểm tra sức khỏe một lần, không có dặn thêm bất cứ cái phương pháp điều trị nào, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi cô giải thích thêm. Khi xuống đấy đi khám thì bác sĩ có nói là tất cả hạch ở trong cổ nó bị dạng trở về bình thường ấy, không còn đấu nhiều ung thư nữa. Biết cái sức khỏe mình có được tốt hay không? Đó. Đó, mọi người thấy đó. Bác sĩ dặn 6 tháng nữa đi kiểm tra sức khỏe lại. Cái kiểm tra sức khỏe là kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bác sĩ không dặn áp dụng một cái phương pháp nào gì rất là ổn định. Đó là cái kết quả cuối cùng mà bệnh lymphoma của cô này đạt được. Cho nên là hôm nay thầy muốn giải thích hai trường hợp này để cho tất cả mọi người ở đây mình thấy như vậy, mà mình cố gắng, mình nỗ lực, nhưng mà để được như vậy phải nghe theo sự hướng dẫn của các thầy nha. Có nghĩa là các thầy ở đây áp dụng phương pháp của cha là đúng phương pháp cha đã dạy, thì các thầy làm đúng như vậy vì cha đã trao truyền cho chính các thầy thuốc ở đây và anh trợ lý của cha đó, là anh Phạm Xuân Dũng. Cho nên là tất cả mọi người phải tin tưởng điều đó để mà mình thực hiện đúng cái pháp đồ hỗ trợ điều trị của cha, để ít nhất mình sẽ đạt được cái kết quả cuối cùng như những bệnh nhân ở đây, và không được như những bệnh nhân này đi chăng nữa, mình cũng được giảm bệnh hoặc là mình dừng không có phát triển bệnh lý. Đó là mục tiêu cuối cùng. Thì cũng xin chúc cho tất cả quý bệnh nhân mình còn ở lại, mình sẽ có tinh thần để mình thực hiện đúng cái phác đồ, để mình cũng có một ngày mình ngồi lên trên này có được kết quả như vậy. Rồi bây giờ thầy Thanh xin mời nhóm bên đây đi, 7 bệnh nhân mình đứng lên phía trước nè, để cho các thầy thuốc trao cho mình giấy chứng nhận mình hoàn thành phác đồ và mình có được một phần thuốc để ra về. Xin mời 7 bệnh nhân lên đây. Thầy cũng dặn các bệnh nhân còn lại nha, ví dụ như người nào cảm thấy sức khỏe mình không ngồi lâu được á thì cứ mạnh dạn đi vô phòng để mình nghỉ ngơi nha. Rồi bây giờ xin mời thầy Nguyễn Thanh Quý, thầy Võ Duy Tiến, thầy Hạnh, thầy Tứ Mai, cô Lê Lan và bác Quế Anh Thành sẽ lên trao chứng nhận cho các bệnh nhân. Đây đây, bên đây trước, bên đây trước, bên đây trước, bên đây trước. Rồi mình đứng theo thứ tự nha, đứng theo hàng đi. Đứng đứng vô hàng, đứng vô hàng đi. Bích Thủy nè, Bích Thủy ngoài cùng. Thủy ngoài cùng, Thủy Di. Mai, Mai đây. Rồi, Đào thì anh, đứng bên đây. Lê thì Thanh Vân, Thanh Vân đây, Thanh Vân đây. Hạnh, cô Hạnh. Rồi anh Thành đứng đây. Rồi sau đây là các thầy thuốc và các thành viên sẽ trao giấy chứng nhận và
quà để cho các bệnh nhân có thể mình hôm nay mình ra về trong niềm vui sướng. Xin mời. Rồi, xin mời các thầy ở lại còn trao 7 người nữa. Rồi, xin mời các bệnh nhân mình về chỗ ạ. Bây giờ thầy xin mời 7 bệnh nhân còn lại mình đứng lên trên này, mình quay xuống để các thầy sẽ trao quà và trao giấy chứng nhận. Này cô Lê Lan, cô Lê Lan, Cúc rồi, chị Cúc đây, tươi đây nha, thường, không phải Thường bên kia. Hà, đây Hà đây, Nguyệt đây, cô thường, rồi Bất Thiện, rồi. Tiếp theo là 7 bệnh nhân kế tiếp sẽ được nhận giấy chứng nhận cũng như là phần quà để mang về, xin chúc mừng. Xin mời các thầy và các thành viên phòng khám về chỗ. Để tiếp tục buổi lễ được sôi động hơn, xin mời anh Phạm Xuân Dũng là trợ lý của Gia Tường ngày trước, bây giờ là trưởng ban truyền thông kiêm thiện nguyện, sẽ đứng lên để có đôi lời phát biểu cùng với tất cả quý bệnh nhân và sau đó sẽ tiến hành bốc thăm trúng thưởng. Xin được trân trọng kính mời anh. Chút xíu, chiếu xong hết rồi, chiếu. Dạ, thầy có ý chiếu. Chiếu con người ra diện. Cuối giờ. Dạ, cuối giờ. Xuống tàu à. Tạm biệt quý mơ. Quý khách mời, quý mẹ của quân. Tạm biệt quý mơ quý khách này. Quý bệnh nhân và người nhà bệnh nhân mới. Hôm nay anh xin hiểu. Hôm nay Xuân Dũng rất là vui. Rất vui quý vị, vui vì những học trò xuất sắc của cha đã làm những cái điều kỳ diệu, đã đưa những cái bệnh nhân là những bệnh nhân ung thư điều trị khắp nơi, hoặc là cũng đã bệnh viện đã về, hoặc là cũng đã đi điều trị ở đâu đó rồi mà không có kinh phí nữa, và họ tìm đến đây như là một cái phao cứu sinh. Và các học trò của cha đã làm một điều kỳ diệu. Không phải rằng là 100 người đến đây các thầy có thể làm cho tất cả 100 người đó về với kết quả cao được, nhưng ít nhất gì trong vòng vài tháng mà cũng đã có được 14 ca mà đạt kết quả cao như vậy là một điều mà rất khó những nơi khác làm được, đúng cả nhà. Dành tặng các thầy một tràng tay nha quý vị. Và thưa quý vị, như Xuân Dũng đã nói, các thầy muốn yêu thương cho con, nhưng mỗi các thầy chưa đủ, Xuân Dũng cũng chưa đủ, tất cả ở đây không ai đủ hết. Nếu không có sự tiếp sức của chính quyền địa phương, các ban ngành lãnh đạo trong và ngoài tỉnh, cũng như các mạnh thường quân trong và ngoài nước, không có thì rõ ràng hôm nay các thầy khó có thể hoàn thành được cái thành công này. Và 14 các bệnh ngày hôm nay đặt kết quả cao, thì Xuân Dũng cũng thay lời các thầy gửi lời tri ân đến chính quyền địa phương cũng như các quý mạnh thường quân trong và ngoài nước. Mọi người hãy dành cho một tràng pháo tay được không ạ? Làm vừa lên đến đây bây giờ muốn làm cái chú. Hôm nay mọi người có nghĩ là đang thiếu thiếu cái gì không? Nhất là những người đang phiền này, những người đặt kết quả cao có thấy thiếu cái gì không? Có không? Cô thấy thiếu gì không cô nhà? À cô ở cô hành nha. Cô hành. Còn thấy là thiếu như là đọc lại cái này. Đưa cho nó. Đưa cho nó. Đưa cho bây giờ tổng kết thì con không hiểu, con thấy cái lớn như là mỗi một bệnh nhân có một cái ý kiến như thế này, trời ơi, giống như là cha chú bố thầy và
Rồi cái dục hiểu cái ý của cô. Cái đó là chưa đâu, nhưng cái đó trong tâm mình được rồi. Ý cô nói rằng là thiếu, tại vì là so với những chương trình trước á, thì không có cái sự phát biểu của các bệnh nhân để mà muốn gửi lời cảm ơn đến Chúa, đến cha, hoặc là muốn các bệnh nhân có phần quà gì đó để mà tạ ơn cha. Nhưng không, để mà tạ ơn cha chỉ cần mình sống tốt, sống khỏe và đừng có bệnh tật nữa là một điều tạ ơn tuyệt vời nhất đến với cha rồi nha cô nhé. Yeah. Có lẽ thiếu cho mọi người cũng biết đó là thiếu một điều để về xe. Đúng rồi. Sử dụng nhận được nhiều phản hồi của Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, thì những cái phản hồi của Mạnh Thường Quân á, có nói thế này: phòng khám đang gặp nhiều khó khăn, cho nên là Mạnh Thường Quân muốn hỗ trợ cho phòng khám thôi, để cho phòng khám có tiền để duy trì thuốc này, gạo này, nước này, rồi những cái kinh phí khác như là điện đó, rồi nhiều cái vấn đề lắm, một tháng cả lên cả 100 triệu và hơn 100 triệu một tháng, nhưng Mạnh Thường Quân muốn động viên như vậy. Cho nên là khi những bệnh nhân mà lệnh tính hoặc là đặt cái gọi ca ra về rồi ấy, là tốt rồi, tại vì trong quá trình điều trị ở đây cũng đã được giúp đỡ rồi. Cho nên là Mạnh Thường Quân muốn nói rằng là thôi thì dành cho phòng khám hơn là dành cho những bệnh nhân ra viện, tại vì mình hôm nay mình được như thế này là một điều là hạnh phúc rồi, so với những người đang còn ở lại phía sau, đúng không ạ? Đó là ý kiến của Mạnh Thường Quân. Tuy nhiên thì Xuân Dũng nghĩ rằng là lúc cha còn sống, cha làm sao thì Xuân Dũng và các học trò của cha cố gắng làm vậy, cố gắng làm vậy. Thứ nhất là làm theo ý của cha, như là ý của Chúa, phải là yêu thương cho con là đầu tiên, rồi đến đây chữa bệnh hết bệnh còn được động viên. Đáng lẽ thì mình mua một bó hoa tặng cho các bệnh nhân, nhưng mà có lẽ cha và Xuân Dũng và các thầy có lẽ thương dùng hơn một tí. Thay vì mình mua hoa, mình hãy gửi cho họ cái tiền mua hoa đó cũng 200-300 ngàn rồi, thôi thì mình gửi tặng cho họ tiền để họ về xe, nó hay hơn. Đó quý vị, chính lý do đó cho nên là vẫn luôn luôn có một cái món quà đến với các bệnh nhân. Tuy nhiên thì Dũng nhớ là 2-3 lần trước thì Dũng bỏ tiền túi ra rồi, giờ Dũng hết khả năng rồi. Rồi vừa rồi có sự hỗ trợ của chú An ở bên Mỹ, vừa rồi thì cũng có một chút nữa rồi Dũng cũng hết rồi. Thì đợt này thì nói thực với cả nhà, đợt này là Dũng xin 10 điều, tại vì lúc đầu là chỉ có 10 ca là đẹp thôi, còn 4 ca sắp sinh sau này thì sau này thì Dũng nói, nhưng mà chỉ có được 1.700.000 quý vị, 1.700.000 đồng. Một Mạnh Thường Quân dấu tơ là 1.000.000, một cô Vinh gửi cho Dũng qua tài khoản 500.000, và cô Hiền ở Biên Hòa Đồng Nai 200.000, tổng cộng là chỉ có 1.700.000 thôi. Mà 14 ca bệnh là 14 triệu, mà 1.700.000 thì còn thiếu đến là 12.300.000 đồng. 12.300.000 đồng, 12.300.000 đồng này có thể mua được 500 ký gạo quý vị. Đó, một tấn gạo bây giờ cũng khoảng là 25 triệu chị Hạnh hả? Yeah. Thì 500 ký gạo có thể giúp được cho đến 500 bệnh nhân trong vòng nửa tháng rồi. 100 bệnh nhân trong vòng nửa tháng. Xin lỗi. Cho nên là giờ sao đây? Sao đây? Hỏi gì Hạnh là sao đây? Dũng thì một tháng Dũng khi ra cái này là cũng tương đương phải hơn 10 triệu đồng để làm chương trình. Dũng làm 5 tháng như vậy là hơn 50 triệu đồng. Thì Dũng nghĩ rằng cái phần này Dũng chắc là Dũng không dám bỏ thêm nữa. Cái này phần này quý vị không liên quan gì đến phòng khám. Kể rồi một số người thắc mắc là nó là phòng khám đang khó khăn mình làm cái chương trình này. Cái chương trình này xin Dũng nhắc lại, đây là cái phát tâm của xin Dũng nhân ngày mất của cha. Thì Xuân Dũng muốn là cứ mọi những năm trước á, lúc mà Dũng chưa có đến với cha thì Dũng thường hay phát tâm ở chùa. Dũng hay đến chùa và Dũng làm là tặng quà, mỗi phần quà như vậy là 500.000 đồng. Thì Dũng có thể được đó, Dũng làm cứ mỗi lần như vậy là 50 điều để Dũng tặng cho các chỗ, các cái chùa mà các trẻ em mà mồ côi cơ nhỡ mà được chùa về cũng mang á. Vì các
viện trưởng lão mà cái nơi mà chùa khu mang ấy, thì nay năm nay cũng không làm đó nữa, cũng đưa cái đó về để phát tâm để cho mọi người ở đây đó. Mọi người thấy chúng thay đổi như vậy có hoan nghênh không, được không ạ? Dạ. Thì năm nào cũng vậy, cho nên là cái phần này cũng phải là một phòng khám, kể về một số người nói là phòng khám tại sao đang khó khăn mà lại làm những cái này. Cái này là do phát tâm của sư dụng thôi, của gia đình sư dụng. Giờ sao đi hẹn? Có một cô mà làm cái TV này quý vị. Cô ở quận 8, nay cô xin dấu tên. Cô thấy Dũng la làng như vậy thì vừa rồi cô có gửi cho Dũng 5 triệu để hỗ trợ cho bệnh nhân ở đây. Nhưng cô nói nếu như mà không có thì cô thì lấy 5 triệu của cô ra để hỗ trợ cho này vẫn là. Thì hôm nay xin phép cô là con, thay vì con hỗ trợ cho những bệnh nhân đó, mỗi bệnh nhân là 1 triệu, thì bây giờ con lấy lại con hỗ trợ cho những ca đại viện ở đây. Thì thêm 5 triệu nữa là vẫn còn thiếu 7 triệu 3. Cảm ơn mọi người dành cho tôi cô ở quận 8 tặng TV này này. Dạ, cầm tay 5 triệu à, rồi. Đợt này khó khăn đủ đều. Tại vì là mọi người biết á, rõ ràng các thầy đây đâu có làm gì có tiền đâu, không làm gì có tiền, chỉ cần sự giúp đỡ của mạnh thường quân, nhà hảo tâm thôi, không làm gì có tiền hết, chỉ lấy tấm lòng ra để giúp đỡ mọi người thôi, cho nên là hơi khó khăn. Thôi bây giờ có một ý kiến là trong 14 người này được 6 triệu 7 rồi, giờ có ai không nhận không? Hay là mình chia ra người lấy 6 triệu 7 đó mình chia ra hả? Chia ra hả? Không nhận thôi, thấy thương quá. Thôi vậy là Dũng xin được vậy này, dừng một chương trình 1 tháng đi để Dũng lấy khoảng 10 triệu đó đáp vào. Đừng có làm chương trình 1 tháng. Hiện tại bây giờ là trong ở đây tất cả những người bệnh ở dưới và người nhà bệnh nhân không nhận. Không nhận, tuyệt đối không nhận. Thì chắc lý do là mọi người hiểu rồi. Hay là Dũng xin ý kiến là Dũng dừng lại 1 tháng. Thay vì Dũng làm 5 tháng bây giờ Dũng làm 4 tháng thôi. 1 tháng còn lại đó thì để Dũng lấy tiền thôi. Nhà nói dừng lại 1 tháng để Dũng lấy 10 triệu đây. Cho ai? Dạ. Dạ. Hết giờ rồi. Cái việc này là việc phát sinh hết giờ rồi. Thì chứ không phải là cái việc ý của cha. Ý của cha là phải có 1 triệu cho mọi người ra viện. Dạ. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn góp ý cuối cuối. Số Ngọc xem thử trên bình luận livestream có ai ủng hộ không? Mình thường có nào ủng hộ không? Hôm nay vui một tí mọi người nhé, vui một tí. Nhưng mà nó thật, cái việc nào ra việc đó thật khó khăn thực sự, phòng khám khó khăn thực sự. Mà Dũng nghe mình thường quân chia sẻ rằng là muốn hỗ trợ để cho phòng khám mua gạo, những cái vấn đề khác, thuốc men cho bệnh nhân đó. Nhưng mà Dũng thì Dũng là muốn làm theo đúng ý của cha lúc còn sống, muốn giữ đúng theo đường lối và những cái việc gì cha đã làm, yêu thương cho con và phải như vậy. Cho nên Dũng phải, nếu mà không có thì Dũng cũng phải là ráng chịu như vậy. Không có ai nữa thì Dũng xin biểu quyết. Có. Đến bây giờ không có rồi. Chắc hôm nay giờ này thì ở bên Mỹ mình thường quân nhiều lắm. Nhưng mà giờ này chắc bên đó là giờ nghỉ tối ngủ rồi, không có xem trực tiếp được. Dùng nghỉ như vậy hoặc là giờ nghỉ ngơi chứ không xem được. Thôi tiếc quá, bây giờ Dũng xin ý kiến. 5 tháng chương trình Bùi Xuân Dũng vì giá nó tầm khoảng đồ đâu đó tầm 10 đến 11 triệu đó. Thì thôi mình nếu mà dừng lại Dũng xin phép mọi người dừng 1 tháng được không? Tức là Dũng làm là 4 tháng, còn tháng cuối cùng á thì Dũng lấy cái tiền của tháng cuối cùng để bù cho mọi người, đồng ý không? Mọi người ai đồng ý cho giơ tay Dũng cái biểu quyết có được không ạ? Rồi, phần lớn là quá bán rồi, trên 50% rồi.
Vậy thì Dũng lấy 10 điều này kèm theo nhé. Có người ủng hộ tức là muốn duy trì năm tháng này để năm những cái này vẫn đến tay của các bệnh nhân ở phía dưới. Mỗi tháng quý vị, mỗi tháng như thế nào lát nữa mọi người sẽ hiểu. Đúng không? 5 triệu còn thiếu 7 triệu 3 nữa. Thấy không? 6 triệu mấy là ở đây mấy? Thiếu 7 triệu hả? Hỗ trợ 7 triệu. 4 triệu 7 triệu. 300 ngàn một bước. 300 luôn. Dạ. Thôi rồi còn mấy trăm thì bỏ vô cho. Cứ cầm vô đây đái đã rồi. Không biết bao nhiêu đây, không biết đủ không? Rồi, thôi thì xin mời mấy bệnh nhân biết ơn đó lên đây cho chúng ta hãy mừng quá. Mừng quá, đổ mồ hôi nãy. Cảm ơn đến chị Úc Bình An, một người đang làm trong phòng khám. Có lẽ là chị đến đây làm không có lương rồi. Rồi mời mấy bệnh nhân này luôn. Làm đến đây là yêu thương cho không có lương rồi, mà còn móc tiền túi ra để hỗ trợ như thế này. Mọi người có thể dành cho chị Úc cô đơn một tràng tay thật lớn ạ. Dạ, cảm ơn chị Úc. Mời chị Úc lên đi tặng cho em luôn. Rồi, mời chị Úc lên đây. Rồi, lên tặng cho sử dụng luôn. Chị Úc chia sẻ cho Xuân Dũng một câu thôi. Vì chị Úc chia sẻ cho Xuân Dũng biết là động cơ nào, nghe cái từ hơi bị động cơ đấy không, mà xuất phát từ đâu mà hôm nay là chị lại muốn hỗ trợ cho các bệnh nhân. Chị sợ Xuân Dũng hết tiền cái gì. Cầm đi, nói đi. Nói đi. Nói chung là Úc xin nói có gì phân tích thì xin cộng đồng cảm ơn bỏ qua, con bị bỏ qua. Bởi vì thấy Xuân Dũng quá xinh, mạnh tình vui rất nhiều rồi mà. Bây giờ không có thì để em xuất tiền túi ra nữa, kinh phí của em xong cậu xong dần đi xuống, rồi mới bỏ công an được làm xuống. Mà bây giờ để em làm vậy thì chị thấy tôi cũng tội em hả? Ở đây thì lúc cũng nhà có thì cũng như là những tiêu để giúp phụ nữ bệnh nhân có chi phí để đi để xe cho đó là một động cơ để giúp cho các bệnh nhân nó có động lực để về nhà tiếp tục thể có đủ cha ăn cha đi ăn cá thanh đô và uống mình trở lại tạm độc lập nữa. Rồi cũng mong muốn các bệnh nhân còn ở lại đây là cố gắng giữ pháp đồ để được kết quả tốt chứ vừa uống bệnh nhân ra ở đây. Úc xin chúc các bệnh nhân còn lại được nhiều sức khỏe và sự bình an và gia đình hạnh phúc. Cảm ơn chị Út nhiều, tấm lòng của chị Út rất là bao la. Và hiện tại chị Út còn gọi là chị Út cô đơn đó quý vị. Có ai muốn chị Út hết cô đơn thì liên hệ với chị Út nha. Rồi xin mời chị. Xin mời chị tặng cho các bệnh nhân. Dạ, dạ, 7 bệnh nhân. Một triệu một uống phải 5 thanh. Trời ơi. Rồi, mai Dũng còn soi nha. Rồi, đúng là 2 tờ luôn á. Ui, 2, 4, 6, 7 rồi. Rồi gửi anh ha. Dạ, chúc mừng. Rồi, chúc mừng chị. Rồi, chúc mừng chị nhé. Dạ. Rồi, chúc mừng chị Hà. À Tươi. Rồi, chúc mừng chị Hà. Chúc mừng cô. Rồi, chúc mừng bác. Dạ. Dạ rồi, mọi người dành ra một tay thật lớn ở đây dành cho các bạn nhân ở đây. Dạ, cảm ơn. Dạ. Có lẽ là ý cha ý Chúa đã chỉ quý vị khó khăn nào cũng vượt qua hết, đúng không? Mới đó thiếu chỉ có được có 1 triệu 7 thôi mà chỉ trong vòng mấy phút mà bây giờ lên được 14 triệu rồi, đủ rồi. Đây là ý Chúa, ý cha rồi. Rất là cảm ơn Thầy Chúa, Thầy cha nhiều. Chúc mừng.
mời mọi người đi xuống. Chưa? Rồi, làm luôn. Dạ, làm luôn ha. Làm luôn. Để không làm mất thời gian của mọi người nữa, cũng như quý khách mời có mặt hôm nay, thì Xuân Dũng, trước khi đến với cái chương trình bốc thăm ngày hôm nay thì thông báo một cái tin vui Xuân Dũng vừa nhận được đến dự với cái buổi lễ gia đình ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn đến ba mạnh thường quân đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đó là anh Toàn, anh Duy và anh Bình bay cả đến đây và gửi cho phòng khám một món quà. Xin mời chị Hạnh lên ở đây và xin mời ba mẹ thường quân lên trao món quà cho phòng khám. Vâng, mọi người nhìn thẳng vào tay ạ. Xin mời ba nhà. Dạ, xin mời. Rồi, đứng. Rồi, ba anh đứng ngang lại cho bọn em nói. Rồi, rồi. Rồi, rồi. Nên, ba phát biểu. Từ. Rồi, từ. Cái này từ. Đâu ra? Cái này có Mạnh Thường Quân gửi. Thường Quân ở Vĩnh Long gửi. Khám mình hỗ trợ để thầy mua thuốc. Nên, cảm ơn. Cảm ơn. Cô Hạnh, cảm ơn đi. Cô Hạnh. Ấy, Mạnh Thường Quân đây cho em. Dạ. Em xin mời trước hết thì thay mặt phòng chuyên trị phòng cố truyền như tương giao không cha phi đô nguyễn tường, thay mặt các bệnh nhân rất tri ân và cảm ơn đến ba anh, tấm lòng của ba anh rất là lớn. Lúc cha còn sống thì cha thử cảm ơn và hoặc là cha nhờ Xuân Dũng thay lời cảm ơn cho cha, thì cha nói rằng lúc đó Dũng vẫn nhớ mãi, cha nói rằng là quý lắm, một điều của các mạnh thường quân đưa đến đây với cha là quý lắm, tại vì cái này không phải cho cha, tại cha là người thu hoạch, cha ăn có bao nhiêu đâu, một bữa cơm chay của cha thôi, quý lắm. Mà cái việc mà các anh mà đưa 1 triệu đồng xuống cũng quý, mà 10 triệu cũng quý, bao nhiêu quý, đó là các anh đang tiếp sức cho các bệnh nhân ở phía dưới, họ có cơ hội sống. Các thầy đây yêu thương cho không sẽ không bao giờ trọn vẹn, sẽ không bao giờ thành công nếu không có sự tiếp xúc của các anh. Cho nên là không biết nói gì hơn, thay mặt phòng khám chân thành cảm ơn đến ba anh rất là nhiều. Chúc cho các em nhiều sức khỏe, bình an và công việc thuận lợi, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Anh có thể chia sẻ một lời vì sao mà hôm nay các em biết đến phòng khám và các em có suy nghĩ gì trong cái buổi lễ ngày hôm nay? Xin mời em. Dạ, rồi trước tiên là cảm ơn sử dụng, cảm ơn khán đài ở đây, thì chắc cho phép là với toàn thể bà con cô bác thì cho con xin mừng con ba anh em, thì thực sự là thì con biết được cái kênh coi qua cái kênh YouTube, rồi cũng biết chú ới ở đây là cũng người có cái tấm lòng hào tâm, và thật sự là khi nhận thấy cái phương pháp của cha và các thầy ở đây là hoàn toàn rất là khoa học và đưa mình về hoàn toàn là tự nhiên, chứ không có cái gì là huyền bí, hoặc là các cha ở đây cũng rất là giải thích cặn kẽ và không có giấu giếm bất cứ điều chi, thì nên đó là tụi con là rất là cảm kích với cái tấm lòng này. Thật sự thì chỉ là muốn mong là góp một cái phần nhỏ thôi để giống như tạo cái động lực cho các bệnh nhân và các thầy các cha là cùng tiếp sức để trên con đường này, bởi vì chúng con cũng có đâu đó thì anh em đâu đó cũng tham gia những chương trình từ thiện, hoặc là đôi khi làm thì mình thấy là bao nhiêu tiền thật sự nó cũng không đủ đâu, ví dụ như 50 triệu, 100 triệu, đôi khi 1 tỷ mình làm nó, tại vì cái số lượng càng ngày nhân lên thì nó không bao giờ là đủ, nên là chỉ là mong góp sức một cái tấm lòng và cùng với các cha và các anh ở đây duy trì cái này để cho tiếp sức cho những người mà
mình nói như là một cái khi mà mình đã có được cái bệnh mà mình chạy giữa khắp nơi á, mà đi ở những phương pháp tiên tiến hiện đại rồi, mình không còn cái đường mà mình đến đây mà để chữa hết như vậy thì nó rất là quý. Thì cái này là nó hơn là rất là nhiều cái việc ý nghĩa nhiều đó. Thì đó là tấm lòng gửi cho, và cũng chúc là các cha ở đây, các anh và các cô các chú thì cùng cố gắng để chúng ta sẽ hoàn thành tốt được cái việc sức khỏe của mình để cùng mau sớm hết bệnh. Dạ. Thì giờ rất là cảm ơn cái sự chia sẻ rất là tinh thần cũng như rất là ý nghĩa của em. Thì nhiều người cứ nghĩ rằng là với cái phương pháp này là có cái gì đó nó mang một chút tâm linh, hoặc là nhiều người họ cứ hỏi dùng đó quý vị. Nhưng mà thực sự ở đây nó không chẳng có gì, chỉ là một nắm thuốc nam, một nắm gạo để nấu cháo và bằng nước kiềm và uống nước kiềm, tức là một cái cách mà thanh lọc và đưa cơ thể chúng ta từ chữa lành, một cách chữa lành bằng cách tự nhiên, bằng từ chữa lành cơ thể chúng ta, từ chữa lành thôi, ăn thực dưỡng, uống thuốc nam, ăn cháo nano thôi mà nó đơn vậy chứ không có gì hết. Thì rất là cảm ơn đến cái quan điểm cũng như cách nhìn của các anh về cái phác đồ này. Thì rất nhiều người vẫn còn hoài nghi, vẫn không tin tưởng, nhưng cái việc đó, đó là cái việc lịch sử nó sẽ chứng minh. Nhưng Dũng biết chắc chắn là cái người mà đi đầu trong cái phác đồ mà chữa lành tự nhiên này là cha Phê Đồ Vĩnh Tường, đã dày công nghiên cứu 20 năm qua, và một minh chứng rằng là đã hàng trăm người áp dụng phác đồ này đã lên tính và hoặc là đạt kết quả cao rồi. Rất là cảm ơn đến suy nghĩ của các anh cũng như 15 triệu đồng của các anh đã gửi đến phòng khám ngày hôm nay, cảm ơn rất là nhiều. Thì thật sự đó là khi mà coi cái video của các ca chạy qua đó thì từ cái bản thân ở nhà em ở đây áp dụng, tức là lúc trước mình đi xét nghiệm về chỉ số huyết hay này kia đó, nó đường cao đó, mở máu của thức mà khi mình không phải là mắc những cái bệnh này nhưng mà mình thấy cái phương pháp hay quá thì trong một tháng này mình tự động là mình cũng tham gia rồi tập thể dục, còn là mình làm theo cái uống đó giống như học là của mình. Mà sáng nay đó là có kết quả tìm làm lại tất cả các chỉ số mà người uống acid nó đều trở về bằng không hết, mà bất ngờ luôn là mình không có uống bất cứ một viên thuốc nào hết, mà tự là học là theo cái hướng dẫn của chị thôi. Thì mình thấy rất là siêu cường, thì cái đó cũng là một cái minh chứng cụ thể cho ngay cả những người mà mình không có mình nhẹ mà áp dụng cái này. Chỉ trong lần chưa đầy một tháng mà thấy cơ thể mình nó khỏe mà nó hoàn toàn rồi là cảm ơn chia sẻ của anh rất là tuyệt vời quý vị. Thực sự là ở đây thì chúng tôi không hề quen biết gì, chỉ là lần đầu tiên gặp đây là thôi, và những chia sẻ của anh rất có sự đồng cảm với Sư Dũng, bản thân Sư Dũng cũng vậy, không có bệnh nhưng mà mọi người thấy Sư Dũng cũng ăn cháo, mình uống trà nó dược và ăn chay. Thì trước đây Sư Dũng là bị gan nhiễm mỡ độ 3 do nhậu nhiều quá, ăn thức ăn động vật nhiều quá, thực sự là gan nhiễm mỡ độ 3. Và đúng một tháng này Dũng áp dụng đúng ăn cháo nano và uống trà nó dược thì gan của Dũng về bình thường, không còn nữa. Mà Dũng người gòn lại rồi chứ hồi xưa người luôn là người đấy khác đúng không, bây giờ người gòn hơn rồi, body ngon rồi đó, thực sự là như vậy, Dũng cũng như vậy luôn. Thì rất là cảm ơn các anh, cảm ơn đến các anh nhiều, chúc các anh nhiều sức khỏe nha. Tinh thần anh dạ, làm cái này lúc nào cũng xong đi anh nhớ xỉu đi anh nhớ rồi. Em qua lần đầu, lát nữa ủng hộ để cho chương trình sau đi, chương trình ra viện đi, chương trình ra viện hay giờ đang eo hẹp quá. Thôi một chương trình mà có lẽ lần đầu tiên trên cái Việt Nam mình mà đến chữa bệnh hết bệnh rồi còn có bốc thăm cúng thưởng ra về, lần đầu tiên luôn đúng không nhà? Đúng rồi. Thì Dũng muốn tạo một không khí vui vẻ đến đây chúng ta chữa bệnh một tâm lý hoàn toàn thoải mái. Thì cái tâm lý rất quan trọng với tất cả người bệnh, kể cả những người không bệnh như Xuân Dũng. Dũng là nói từ đầu, một công việc áp lực đè lên thì luôn luôn tìm cái những cái giải pháp, những gì đó để cân bằng. Và hôm nay Dũng muốn rằng các bệnh nhân đến đây luôn luôn có sự gần gũi với các thầy và cảm giác rằng không bị bỏ rơi phía sau, luôn luôn được sự quan tâm của các thầy và của cộng đồng, của các bệnh nhân.
bệnh nhân ung thư hầu như khi nghe cái tin là ai cũng nghe như một cái tin sét đánh ngang tai, cảm thấy nó bàng hoàng, nó bi quan và nó cảm giác là ồ chắc là tôi chuẩn bị chết rồi, đúng cả nhà, ai cũng nghĩ như vậy. Cuộc đời phía trước, tương lai phía trước còn dài lắm, mà tại sao cái bệnh này nó đến với tôi nhanh như vậy? Nhưng sẽ là niềm hy vọng, một niềm hy vọng rất là lớn, một niềm tự tin rất lớn nếu như chúng ta biết đến phòng khám ở đây, biết đến, biết sớm, đến sớm. Một phương pháp từ chữa lành nó sẽ thay đổi cuộc đời của tất cả các bệnh nhân. Và mọi người có thấy rằng là ở đây các thầy có gần gũi không? Có bao dung không? Đúng không? Rất là bao dung và rất gần gũi, rất thương mọi người. Mong mọi người càng sớm đến bệnh viện nào tốt từng đó. Nếu hôm nay thầy có hơi khó chịu một tí, cũng là mong như chúng ta có sức khỏe tốt thôi. Ai đó không có giữ được cái phác đồ, bị thầy Tiến la một tí, thì Tiến la một cái, đó không phải là thầy ghét bỏ, mà thầy muốn mọi người nên đi đúng hướng. Đừng có thấy ra ngoài thèm thèm tô cháo lòng, ra ăn tô cháo lòng thì Tiến biết thì Tiến la, đúng không? À, thì ở đây các thầy rất là bao dung và thương tất cả các bệnh nhân. Quay trở lại thì Dũng muốn tạo cái không khí, cho nên là Dũng sẽ có 5 tháng liên tiếp có chương trình ra viện và có chương trình bốc thăm cũng thưởng vào cuối tháng. Thì tất cả có 16 giải giải thưởng, và giải thưởng đó nó một cách là random hơn, thoải mái hơn, không có lớn nhưng mà nó tạo vui vẻ cho mọi người. Mời thầy Thanh có thể sắp bốc cho Dũng 5 cái phiếu ban đầu, và 5 phiếu ban đầu đó là 5 cái bình sữa bốc. Thầy có thể bốc lên 5 cái phiếu. Bây giờ xin em xin một đại diện một bệnh nhân đi. Mình lên đây mình 6 chọn lên, coi như là cho nó khách quan chút. Rồi, ai có thể lên đây 6 chọn lên. Rồi, mời cháu đi. Xin mời. Thầy cháu nhỏ như vậy chứ 16 tuổi rồi đó nha mọi người. Đây. Rồi, bây giờ 6 lên, 6 chọn lên. Xuân Dũng và thầy Thanh làm MC rồi, thì mọi người thấy cũng, thấy cũng được đúng không? Rồi, 6 lên, xong rồi em bóp một tờ đi. Rồi. Em bóp một tờ đi. Rồi, đọc tên tờ đó lên nha. Tờ đó là tên của người nào nha. Đây là cái giải khuyến khích nha. Em xin bóp. Đọc không hấp dẫn đâu. Hấp dẫn không? Em đọc sự hấp dẫn, đọc thử xem coi. Vũ Thị Phương 684 đến từ Ninh Bình. Rồi, xin mời người đó lên đây. Chúc mừng chị Phượng. Chị Phượng. Cảm ơn con. Rồi. Thôi mấy cái giải này ấy lát nữa. 5 cái luôn đi. 5 cái. Rồi, mời thầy Thanh đọc nè. Rồi, thầy sẽ đọc cái phiếu thứ hai nha. Tại vì nhiều dài quá. Bệnh nhân Phạm Thị Huệ, mã số 1143 ở Nghệ An. Rồi. Cái phiếu thứ 3, Nguyễn Thị Kim Thoa, 1184 ở Cần Thơ. Cái đó rồi. Đó là 3 người rồi đó. 3 bệnh nhân có phần quà. Đó chính mày chị Thoa. Bệnh nhân thứ 4, Nguyễn Văn Sơn, 1078 ở Bến Tre. Nguyễn Văn Sơn. À, đến thầy thấy, chị có thể thầy thấy được không? Phạm Quốc Định, 448 ở thành phố Hồ Chí Minh. Mời bác có người nhà không? Được rồi, cho nhận giùm. Rồi lại nhận giải nhận giùm. Bóc luôn người số luôn. Rồi. Đặng Thị Cúc, 1243 ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Phạm Thị Nhân, 188 ở Bình Thuận. Nguyễn Thị Dung ạ. Nguyễn Thị 1136, Nguyễn Thị Dung hay là Dũng gì đó? Nguyễn Thị Dung. 1136 ở An Giang. Nguyễn Thị Dung. Nguyễn Thị Dung. Dung, Nguyễn Thị Dung. Xin mời Lê Thị Kiểu, 1199 ở Kiên Giang. Đủ chưa? Nói cho anh nữa. Cái nữa.
Xin mời Mai Thị Kim Thủy 1214 ở Sóc Trăng. Đúng chưa? À, đúng rồi, 10 người này. 10 người. Còn ai phiếu cái đó gì này? Hả? Mấy người có phiếu đúng rồi, mới đọc tên á, mới đọc tên. Dạ. Kinh đi. Nguyễn Thị Dũng đúng rồi, Nguyễn Thị Dũng hả? Rồi, đứng vô. Vô hàng. Rồi xin mời không mời cô Lan lên tặng quà cho các những người may mắn. Dạ, những người may mắn. Xin chào. Rồi. 4 6 8 9. À, để cô thằng kia. 4 6 8. Rồi xin mời cô Lan tặng những cái phần quà cho các bệnh nhân vừa được uống thăm trúng thưởng nha. Đó là mỗi người sẽ được một cái ấm siêu tốc. Đây là giải khuyến khích nha. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chúc mừng cho mọi bệnh nhân được may mắn hôm nay. Rồi xin chúc mừng cho mọi bệnh nhân đã được nhận những phần quà. Xin mời về chỗ. Tao không cần phải thu lại đâu. Dạ rồi. Tiếp theo là tới giải động viên nha. Bây giờ giải động viên sẽ là 5 phần trà thảo mộc. Thầy lưu ý với tất cả bệnh nhân nha, 5 phần trà thảo mộc này là dành cho người nuôi nha. Lão bệnh trúng là mình dành cho người nuôi uống. Tại vì bệnh nhân ở đây là có cái phần thuốc thảo dược rồi, cho nên là đây là 5 phần thưởng dành cho người nuôi. Xin mời anh Xuân Dũng. Mời anh Dũng Thưởng phải đọc lên bốc thăm đi ạ. Rồi xin mời anh Bùi Văn Thưởng. Phó giám đốc Bùi Văn Thưởng sẽ lên bóc 5 lá thăm cho người nuôi hoặc người nhà của mình ha. Đưa tay tên. Nè, đọc luôn. Xin mời bệnh nhân Nguyễn Thị Bảy 1241 ở Đồng Tháp. Bệnh nhân Nguyễn Thị Bảy đâu? Cô. Rồi cô qua bên đó đi cô. Xin mời Nguyễn Thị Tam 1250 ở Hải Phòng. Xin mời Nguyễn Văn Quyền 1200 ở Đồng Nai. Ba. Xin mời Đinh Thị Thu Sương. Đinh Thị Thu Sương 1116 ở Đồng Nai. Đó đúng không? 5 tờ. Và người cuối cùng xin chúc mừng chứ đừng có xin chúc mừng Nguyễn Thị Lan 1133 ở Đắk Lắk. Xin chúc mừng cho 5 bệnh nhân vừa được gọi tên để lên đây nhận cái phần quà thứ hai. Rồi, anh Dũng ai trao anh Dũng? Anh Dũng ai trao? Đây. Xin mời thì Lê Thị Tứ Mai lấy thẳng cho các bệnh nhân. Sản phẩm này của Viện Khoa học Chăm sóc Sức Khỏe Việt Nam gửi vào quý vị. Thì nó giá trị hơn cái bình thuốc gốc. Phần thưởng này chúng ta sẽ dành cho người nuôi bệnh nha. Nếu mà ai mà muốn đổi dụng siêu tốc cứ đưa vô dụng đồ cho một cái bình siêu tốc. Rồi, nhưng mà giá trị hơn đó. Chúc mừng cho 5 bệnh nhân vừa được nhận những cái phần quà. Rồi, chúc mừng mời 5 bệnh nhân về chỗ. Bây giờ là cái một quan trọng nhất, đó là giải đặc biệt một cái máy lọc nước. Thì cái giải này sẽ do anh Phạm Xuân Dũng sẽ là người trực tiếp bóc cái lá thăm này nha. Coi em phù thôi, phù cái bên đấy. Phù mấy lọc nước yêu nghiệm. Hiện tại bây giờ cái giá ở trên thị trường là 10.400.000 đồng. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì công ty đã có chương trình giảm giá chỉ còn 7.380.000. Dùng nói giá trị thì thật như vậy chứ không phải là ấy nhá, chỉ có 7.380.000 đồng thôi.
thì nó đang kiềm được từ nó đang được xuất tính 7.0 và cho đến kiềm được 9.0 nhé. Chín chấm năm. Nó rất là tốt, ok. Thì mọi người cũng biết nước kiềm nó quan trọng như thế nào. Thôi Dũng không phải nói nhiều từ, chắc là mọi người hiểu rồi, thì thấy là nói nhiều rồi. Thì Dũng muốn rằng là ban đầu thì Dũng muốn thực sự nói là Dũng tặng cho cái chùa, Dũng mua cho chùa để tặng cái chùa luôn, để là các Phật tử đến họ được có uống. Nhưng mà thay vì Dũng nói, thay vì đem về chùa thì bây giờ Dũng đem về đây để các bệnh nhân có cơ hội trải nghiệm. Và nếu như mà nhận được cái sản phẩm này mà mình lắp rồi á, mà ai đó hàng xóm mà gần mà họ qua, họ xưng nước kiềm là mình nhớ cho họ với nhá, nhớ cho họ với, chia sẻ đi để cho ai cũng được bảo vệ, được bảo vệ sức khỏe của mình. Rồi thì sử dụng xin phép được cho em nói thêm ý nữa. Bây giờ nè, vì dưới đây là cái giải đặc biệt mà ai cũng đang rất là mong chờ để được vô cái giải này, thì chút xíu nữa đây anh Phạm Xuân Dũng sẽ bóc cái lá hầm đó xướng tên người đó. Nhưng mà thầy đề nghị một cái nha, khi người nào mà được xướng tên sẽ cùng anh Phạm Xuân Dũng phải hát một bài nha. Hát cái bài ca ngợi cho Tường đó. Bóc được cái lá hầm tên mình là phải lên trên này đứng cùng với anh Xuân Dũng hát bài đó. Bây giờ là cái giây phút hồi hộp nhất chờ đợi nè. Rồi tên ai sẽ được xướng tên nha. Được nhận cái máy lọc nước nha. Rồi. Rồi. Bóc tên nha. Rồi, xin mời em. Rồi, giây phút hồi hộp qua lại nhất. Tên tay. Rồi, chừng bóc hai tờ nha. Muốn cái này nè. Cái tháng cuối cùng đó quý vị. Cái tháng cuối cùng á, Dũng sẽ tự nhiên á, vừa rồi có sự tiếp xúc của tiếp xúc của chị Út á, thì Dũng muốn cái tháng cuối cùng á, là cái tháng đó là bây giờ là tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng cuối cùng là tháng 7. Mọi người ai biết rằng tháng 7 đó có gì quan trọng, nói đúng có một phần bằng được đó. Tháng 7 có gì quan trọng? Rồi, một cái tay lên. Cái là bên chùa là cũng ăn chay nhiều hơn, cái đó là cái cửa này để chúng ta ngày tháng 7. Ai có ý kiến khác? Tháng 7 có gì quan trọng? Ai có ý kiến khác? Rồi xin mời. Con nên nhớ như là 27 tháng 7 là ngày của thầy Út. Sai rồi. 27 tháng 2 qua rồi. Ai có ý kiến khác? Ai nói vậy? Không đưa tay em nói được. Cái gì? Không đúng, nói chung chỉ là không ai được, nói đúng hết. Thôi, không ai được. Mà cái người nói đúng thì đưa tay. Không đưa tay. Không phải nhớ ngày nha, sinh nhật cha rồi. Đúng rồi. Ngày 2 tháng 7 là ngày sinh nhật của cha Phêrô Huỳnh Văn Tường, kính yêu của chúng ta. Và ngày hôm đó Dũng sẽ tăng cường thêm một phần quà này nữa, tức là hôm đó sẽ là hai cái giải nhất này. Mọi người đồng ý không? Đúng không? Rồi thêm một giải nữa vì đó là ngày sinh nhật của cha, vì tháng 7 là tháng sinh nhật của cha đó, thì để tri ân đến cha thì Xuân Dũng sẽ có những cái bài, hy vọng cái ngày hôm đó sẽ có nhiều phần quà hơn nữa, tháng 7 sẽ có nhiều phần quà, nhiều người chung tay hơn nữa để hỗ trợ, ví dụ như là nồi áp suất cái nhà, hoặc là những cái gì đó mà cảm thấy tốt cho bệnh nhân, thì dùng tiếp tục để chương trình nó được nhiều, để dùng muốn rằng là tất cả những người phía dưới ai cũng có quà, chứ không phải là 16 phần quà như hôm nay ha. Và một bệnh nhân may mắn đầu tiên, bệnh nhân đến từ Sóc Trăng. Ở đây ai là những bệnh nhân đến từ Sóc Trăng nào, đưa ra cho chúng xem nào. 1, 2, 3. Bên này có 3 người. 4. Ui, 4 người là một trong 4 người này là giải rồi. Đến từ Sóc Trăng. Mà số rồi, biết rồi, từ 4 người nữa hả?
Và xin chúc mừng bệnh nhân đến từ Sông Đăng. Có mặt số bệnh nhân 1, 2, 4, 4 mấy? 1, 2, 4. Ủa, mấy người bệnh đọc đến đó là không biết mình nữa. 1, 2, 4, 8. Ngô Thị Thu Thảo. Ai hả? Đâu rồi? Đấy, chúc mừng chị, chúc mừng bệnh nhân. Mày số lên đây hả? Dạ. Ngô Thị Thu Thảo 1248 đến từ Sóc Trăng. Đó, chúng đưa lên cho cái camera quay vô rõ ràng. Rồi. Xin chúc mừng chị. Dạ. Rồi, xin mời cô lên đây. Và như cái lời hứa nãy đó, thì bây giờ mình rất vui bằng một bài hát. Đúng rồi, hát gửi cho Trang Từ để hát với anh Xuân Dũng nha. Hát của Trang xuống rồi. Thì chị Thảo cho Xuân Dũng hỏi là thì mắc được bệnh gì? Ung thư. Dạ, ung thư đấy ngủ được bao lâu rồi? 6-7 tháng. Trước khi đến đây thì chị đi ở đâu không? Sau khi dạ. Dạ. Khi đến đây là được bao nhiêu ngày rồi? 15-16 ngày. 15-16 ngày qua thì thấy sức khỏe mình có thay đổi chút nào không? Dạ, có thay đổi khỏe hơn chút nào. Dạ. Chúc mừng chị nha. Mà không biết là hôm nay thì đông bó ở cổ có hát được không? Nghe nói hơi nhỏ. Dạ. Hát không được thì hết. Chúc mừng chị nhé. Và chị cứ đưa cái này về nhà, sẽ có nhân viên của robot đến tận nơi lắp cắp hoàn toàn miễn phí. Đến nơi lắp cắp và tư vấn sử dụng hoàn toàn miễn phí. Thì cứ có việc là đưa tới nhà và điền cho sử dụng rằng là tới nhà rồi, gửi cho sử dụng cái vị trí qua Zalo và cái địa chỉ số điện thoại của người nhà, sẽ có người lắp cắp hoàn toàn miễn phí cho chị nhé. Tất cả toàn quốc là hoàn lắp cắp hoàn toàn miễn phí đó nhà, cho nên yên tâm. Bây giờ ai ở Hà Nội cứ nhận đưa về, hoặc không muốn nhận ở đây sẽ có chi nhánh ở Hà Nội đưa chuyển máy tới luôn. Nói chung là hoàn toàn miễn phí hết, mọi người yên tâm ha. Rồi, không phải mất thêm đồng tiền nào hết nha. Nhớ không trả thêm một cái gì, không gửi tiền bo, tiền biết gì, tiền cà phê gì cho nhân viên. Tại vì là tuyệt đối là không được nhận. Vì làm với sử dụng và phải cái thứ đó kiểu như vậy. Đó, miễn phí nha. Dạ rồi, cảm ơn chị. Dạ. Rồi bây giờ mời chị cho tấm hình nhìn nó, cho tấm hình mới nhìn. Rồi cho tấm hình. Rồi. Như là không hát thì cũng hét đi cũng được cho vui. Thôi giờ đề nghị nè, mình lấy cái điện thoại ra mình mở cái phần mà một mà có cái lời đó, mình hát cái phần đó. Rồi. Có anh Xuân Dũng hỗ trợ cho. Đó. Là cái phần karaoke đó là ở đây ai phụ hát chung nha. À, bệnh nhân của mình nè, ở đây ai thuộc sẽ hát chung với anh Xuân Dũng với cô Thảo đây. Và cái chương trình hát này là chương trình kết thúc lại cái chương trình hôm nay luôn. Đúng rồi. Thì cái chương trình hát ngày hôm nay sẽ kết thúc cái buổi lễ. Thì thầy Thanh xin được cảm ơn quý chính quyền các cấp đã tạo mọi điều kiện để phòng chữa trị phòng cổ truyền được đón nhận bệnh nhân và điều trị được diễn ra tốt đẹp. Cũng cảm ơn quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân giúp đỡ cho phòng khám trong suốt thời gian vừa qua. Xin chân thành biết ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thường chưa bằng đất này. Chúng ta nhìn nhau ngay chúng ta làm chúng ta làm lại mà còn nhắc đến những học trò của cha nữa. Mọi người hãy ủng hộ cho chúng tôi nha. Và sắp tới cũng sẽ có những cái hay hơn nữa. Cảm ơn. Xin được cảm ơn anh Phạm Xuân Dũng và con xin mời con về chỗ. Bây giờ trước khi kết thúc buổi lễ này, thầy xin được mời hai bệnh nhân đi, đại diện hai bệnh nhân có mặt ở đây mà mình vừa mới hoàn thành pháp đoạn đó sẽ phát biểu ý kiến của mình. Xin mời bên đây một người, bên đây một người nha. Cô là mẹ hát cô câu các bà không biết bác có mặt tại phòng khám này thì trước hết là tôi là Đức Văn Thiệm ở Thái Thị Thái Bình, mà tôi là bị cái ca ung thư tuyến tiền liệt mà di căn vào xương, vào thắt lưng, vào hai cái ông này là 2 năm nay rồi. Thế mà tôi vào nhập viện ở đây là từ tháng 12 năm 2003 đến hôm nay đã được 94 ngày, là được 3 tháng 4 ngày. Thế thì trước hết là thông qua cái phòng khám yêu thương của cha Cường, và ngay cái ngày đầu tiên là cái đợt mà cha Cường mất thì có truyền thông lên
cái kia nghe như chơi vui rồi thì tôi ở nhà thì tôi đã bị bệnh rồi, thì tôi ngồi tôi xem thế, nhưng mà cũng hướng vào đây như tất cả mọi người ở miền Bắc và mọi người ở quê hương thì cho rằng là chả có cái phòng khám nào mà để yêu thương cho không, mà để ăn cháo cho người muốn trà hảo nhập mà khỏi được cái bệnh ung thư, cho nên là cái sự tư tưởng không có. Mà con cái chúng tôi thì cũng đông, cũng có giáo sư, con cũng có giáo sư, bây giờ con có bác sĩ, nhưng mà các cháu nó còn nói với tôi là ông hiểu nhầm rồi, không có cái đấy, thế giới không ai làm được cái này, thì làm sao có cái chuyện như thế này. Thế thì tôi thì thực ra là cái tư tưởng thì mới thấy rằng là tôi cha chết ấy, cha Cường chết ấy, thì tất cả các người là bị mà được cha Cường sửa bệnh thì những cha chết thì người ta lên đây thì đã khóc. Thế mà tôi vào đây thì là tháng 12 đi mình báo cáo là tôi vào tôi trông những cái cảnh mà khám bệnh của các thầy thì rất là thương hại. Năm nay tôi 76 tuổi, tôi sinh năm 1949 mà năm nay là 76 tuổi đời rồi. Thế là cũng tham gia đủ các việc của ban ngành đoàn thể chính trị xã hội là có tham gia ở quê hương rồi, làm đến cánh mô chủ tịch rồi, cánh mô chủ nhiệm hàng ngày mấy năm rồi, thế nhưng mà chưa có sự tin tưởng như thế này. Thế khi tôi vào thì chưa có phòng khám ở cái nhà bạn xây kia thì nó dược đắt là tiền có vài cái que chê thôi, rồi là mắc vài cái bạc kia thôi. Tôi bộ các thầy đây quá khổ, đến nhà thì chỉ có những người thầy thôi với lại mấy thầy bác thuốc, mà bệnh nhân thì cũng bây giờ là đi đến gần 300 người. Thế mà tôi nghĩ rằng là cái tâm y ở một cái bệnh viện riêng thôi, một cái phòng khám cũng phải 90 người bác sĩ, thế rồi là tiến sĩ, thế rồi là giáo sư, phó giáo sư, thế ở đây chỉ có mấy thầy bác sĩ với lại y sĩ với lại các thầy bác thuốc thôi, thì tôi thấy rằng là các thầy quá vất vả. Thế trước hết thì chúng tôi vào đây hôm nay là được 94 ngày mà bây giờ nó về âm tính cái tiến trình này, thì tôi nghĩ là không có đâu để mà so sánh được với lại cái phòng khám của trang đường ở đây. Thế trước hết là chúng tôi trước hết là thay mặt gia đình, thế rồi thay mặt cho bà con chú bác ở đây thì xin trước hết là xin cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn toàn bộ các đội ngũ của các thầy mà theo cha hướng dẫn. Sau đó thì chúng tôi thấy rằng là được như cái cơ hội này ở đây thì phải cảm ơn sâu sắc nhất là các mạnh thường quân. Không có mạnh thường quân thì chắc hôm nay chúng tôi là người ở phố bài kia thôi, ngồi cái cổ nắng như gió rồi mưa kia, nước mưa thì nó chảy vào đầu chúng tôi, nó chảy vào đầu các thầy. Thế thì tôi thấy rằng là các thầy ở đây là rất tin tưởng vào cái đội ngũ của thầy thuốc, mà nhất là cha tôi luôn thì bất thường mất đi rồi, nhưng chúng tôi cứ thường thường nghĩ là ngài mất đi rồi, nhưng cái tư tưởng của bà ngài vẫn cứ đi lại lại ở xung quanh cái phòng khám này mà che chở cho bệnh nhân chúng tôi. Mà tôi là tin tưởng là không biết là mình trong 3 tháng có khỏi không. Đấy, thế thì hôm nay xin chia sẻ với các ông các bà chú bác và những người như người có bệnh thì chỉ có chia sẻ đây này đây này. Cái thứ nhất là ta thực hiện được, ví dụ như người bốn anh em chúng tôi đây, chị em tôi hôm nay được về, đấy là cái tốt rồi. Thế nhưng còn cái tốt ở về sau, về đến quê hương rồi, về đến gia đình rồi thì cứ cấm cái mồm này này, cái mồm này này là cấm, là không được ăn thịt, không được ăn cá, không được ăn tôm, không được ăn cua, thuốc thế hệ mà có vây có bảy này, có chân này, hai chân, bốn chân này thì không nên ăn. Thế mà không nên ăn thì mình chuyển sang ăn chay, chay trường, ăn chay trường như các cái nhà sư ở trong chùa ấy, người ta cũng bế quậy cổ đi chứ người ta có gầy đâu mà người ta vẫn sống. Thế mà mình muốn sống thì cũng xin đặt vấn đề với để bà con ta được về đây. Thế với các ông các bà mà giờ còn đang điều trị đây muốn cho nó khỏi bệnh
thì mình phải chấp hành ý kiến của thầy này. Đấy, đối ý kiến thầy này không phải hôm nay đâu, mà chúng tôi nghe nhiều lần thầy giảng ở đây, thầy giảng tôi nghe thì tôi nói đây là một công trình của Phật, chứ đây không phải là tâm linh, đây không phải là của Chúa, không phải là của thần, mà không phải là của thánh, mà cũng không phải là của Phật, mà là của Phật ca tường nghiên cứu ra cái pháp đồ này. Cái công nghệ này là công nghệ rất là cao, cả thế giới cũng có. Được phép tôi sang bên có thể về các người bây giờ là lại có mấy ông bà người ở Canada, thế rồi là người Úc mà bị bệnh phổi này, u ca phổi, mà phải người nước ngoài lại về cái đất này và sửa bệnh. Thì thôi chúng tôi cũng khuyến cáo với ông các bà các anh các chị với lại bà con người, thế rồi là bà con đi đây cố gắng chấp hành. Ta còn về, ta còn muốn sống ở với con này, với cháu này, với ông, với bà này, với bố mẹ, với anh chị này. Thế rồi là xem cái xã hội nó tiến triển đến đâu. Mà mình sống thì không chết thì mới là đơn thân. Mà mình có chết thì chết được cái bệnh khác, chứ không chết thì tấn thương này nữa. Thì đấy là khuyến cáo như vậy. Thế còn cái việc là riêng thì hôm nay mình xin phép thầy về xin phép các ông các bà là tôi xin có chia sẻ với ông bà một việc nữa. Cái việc này là việc cá nhân của gia đình, thì báo cáo với các bà là với lại các thầy là nước mà cái bệnh của ung thư mà nước này cũng được thì trước hết là ăn cháo na đô gạo nước và trà thảo dược, thì những cái ấy là thái là thầy thuốc ở đây cho mình 3 tháng đây rồi. Thế nhưng đặc biệt còn cái nước tiền, cái nước tiền này là chưa có. Thế thì cái nước tiền chưa có thì tôi kết vào đời làm việc về phép được về những tôi rất thái bình, thì gia đình tôi đã mua một cái nước tiền rồi. Thế mà đi mua ngoài là 15.000 đồng một cái thẻ, 15.000 mà một ngày những hai vợ chồng tôi ở đây thì ăn hết phải đến 7-8 lít nước, kể cả nấu cháo, kể cả nấu thuốc và kể cả xào rau, đấy là cũng hết 6-7 lít. Thế mà cứ về điện máy xanh ở miền Bắc, ở miền Nam, ở Sài Gòn là chúng tôi mua rồi, mua về đấy dùng rồi, đem về đấy để nấu cháo rồi thì cũng hết 15.000 lít. Thế thì chúng tôi xin báo cáo này, còn ông bà nào có nhu cầu thì đăng ký, mà không có nhu cầu tôi có cháu gái, cháu trai là chưa tôi bán tên ở bên thế giới nước nào này không để tôi nói là. Thế thì nếu ông bà nào ở miền Bắc, ở miền Trung, ở miền Nam mà có nhu cầu lắp máy nước tiền thì chúng tôi cho số điện thoại liên hệ trực tiếp đến cái thế giới nước nọc và nhà này nước tiền này. Thế thì ở đây cũng có hai cái khuyến mại như thế này này: nếu ông bà nào không có tiền mà ít tiền thì chỉ mua 5 cái loại nọc thôi, thế nhưng mà gia đình là phải có một cái máy nước tinh khiết, nó phải bật lên. Thế nhưng nó không có tiền, thế giờ muốn mua cái nồi lọc thì có 5 cái nồi vào đây thì các cháu nó điện đến số đấy người ta đem về, cũng như là vừa rồi thầy quý vừa mới nói là không có tiền đến đấy người ta lắp cho. Thế mà cái máy đó thì nó có giá trị như thế này này: có máy thì giá trị 5 triệu, có máy thì giá trị 7 triệu, có máy thì giá trị 10 triệu, và có máy giá trị 15 đến 17, có một máy giá trị đến 60 triệu. Đấy, thế thì đấy là cái về nếu như bà con chú bác mà có liên hệ thì cứ ra cái điện máy xanh và hỏi ở ngoài điện máy xanh thì người ta sẽ tư vấn cho mua. Thế còn chúng tôi thì có số điện thoại, và nếu ông bà nào mà ở miền Bắc mà chi nhánh ngoài ấy thì chúng tôi có số điện thoại cho các ông các bà để về chi nhánh mà mua. Thế thì đấy là cái việc riêng của gia đình. Thế còn trước hết thì muốn được như thế này mà hôm nay chúng tôi tìm được trung lượng như thế này
thì trước hết là chúng tôi phải cảm ơn, cảm ơn cha rồi là cảm ơn các thầy. Thế nhưng mà phải nói là cảm ơn đến các cái mạnh thường quân ở nước, ở trong nước này rồi ở nước ngoài này. Tôi vào đây mới có 3 tháng nhưng phải được 6-7 lần ra viện rồi. Rồi tôi xem những cái ra viện ở phòng bên đây, rồi những cái lần ra viện ở phòng bên kia là chúng tôi cũng sang xem. Thì tôi nói rằng nếu không có mạnh thường quân thì các thầy ở đây không đủ khả năng, các thầy ở đây không đủ khả năng để mà nhận bệnh. Thế mà nếu gần đây sau này ấy, cứ cái tình hình này thì cái bệnh ung thư ở ngoài miền Bắc chúng tôi còn đông lắm. Thế mà cái ung thư ở miền Bắc thì xin báo cáo các ông bà này, chỉ có 3 hồi thôi. Cái hồi thứ nhất là giai đoạn đầu, cái hồi thứ hai là giai đoạn thứ hai, và cái hồi thứ ba là giai đoạn thứ ba, là đi vào hòm thôi chứ không có cái ổn định thế này. Cái gì báo cáo được như thế này thì chơi cái này là chúng tôi rất là mừng. Và thôi trước hết là cảm ơn các thầy và được hôm nay là xin là chia sẻ với các ông các bà là một vài ý kiến nhỏ nhỏ như vậy xin hết. Đây là Kim Thọ, con ở tỉnh Ninh Bình. Con từ đầu đất nước và con vào đến cuối đất nước con chữa bệnh. Thì trước mắt là con cảm ơn cha, con cảm ơn Chúa, con cảm ơn tất cả các thầy ở đây. Là con bị cao đường trứng, là con điều trị tại viện Cấp 3 Tân Triều 4 năm 3 tháng, hết 500 triệu rồi. Là cách đây 2 tháng là viện giá về, là bảo là không còn lộ trình để chữa nữa. Thì con được tin của em Nguyễn Văn, em Phạm Xuân Tiền là đã chữa ở các thầy ở đây mà khỏi bệnh về. Là em nó có chỉ bảo là vào trong phòng khám với chị chữa, thì con nhận được cái tin này là con rất là vui sướng. Mà con đến con hỏi han năng nổ để con vào được đến đây con chữa bệnh, là con nghĩ rằng là vào đến phòng khám này con có một phao cứu sinh để con được sống những ngày còn lại. Thì cái hoàn cảnh điều kiện của con là một người cha một người mẹ thì tuổi bé, chồng thì chết sớm, mà con đã vào được đến đây con chắc là sự con nhờ cha với Chúa mà con mới vào được một tuần để con sống với cái cuộc sống ở đây. Sau ở Vên Ca là con rất nhẹ nhõm, con thoải mái vì con ở Vên Ca con chữa hơn 4 năm, con đã mất nhiều tiền nhưng cái áp lực nó rất là khổ, nên là con vào được đến đây con cảm ơn cha, con cảm ơn Chúa, con cảm ơn tất cả các thầy trong đây mà đã cứu chữa con, là để có sự sống của con được trở về như các bệnh nhân ở đây ạ. Con xin cảm ơn. Cái lời rất là xúc động của cô, thì thầy nghĩ thì những bệnh nhân ở đây cũng sẽ có đồng với quan niệm và cùng cảm nghĩ giống như cô như vậy đó. Thì bây giờ thì chương trình cũng đã dài rồi, thì thầy cũng xin được kết thúc cái buổi lễ ngày hôm nay tại đây. Cũng xin chúc cho quý bệnh nhân mình còn ở lại đây, mình cố gắng thực hiện đúng cái phác đồ để mình vượt qua được cái căn bệnh của mình. Thì xin mời những quý bệnh nhân còn đang tiếp tục điều trị, chúng ta sẽ lần bước vào phòng của các thầy để tiếp tục được hỗ trợ điều trị. Còn những bệnh nhân ra viện sẽ lên trên này để chụp hình chung với toàn bộ cái giấy chứng nhận lại. Quay chứng nhận lại phía trước, quay chứng nhận lại đầy đủ nha.